chương ba nghìn năm trăm linh một văn võ nhị vương trở về đám tiên hoàng cười lạnh ngươi còn thủ đoạn gì nữa không lấy hết ra đi đừng đợi nữa bao nhiêu năm trôi qua có thủ đoạn gì thì cũng dùng xong hết rồi còn gì được nữa chứ nhân hoàng quát lớn ta không cần thủ đoạn ta tự tin vào bản thân mình oanh thân thể y bộc phát ra quang mang lộng lẫy nó đột nhiên mở mắt oanh thân thể đột nhiên lao đi một quyền đánh bạo thiên địa trường hà khô cạn một vị chủ nhân quy tắc bị đánh tan xác đại đạo sụp đổ thân thể mở mắt trong mắt tràn đầy sát ý các ngươi nghĩ khoảng cách gần như vậy mà ta không thể khống chế chút nào ư Mua mốc nếu khoảng cách không xa y có thể khống chế một chút sắc mặt đám người tiên hoàng biến đổi ma hoàng phẫn nộ quát minh hoàng nên kéo hắn ra xa không thể để thân thể y lại gần minh hoàng khẽ biến sắc phía trước có khả năng có bẫy sắc mặt ông ta biến ảo nhanh chóng truyền âm khắp tư phương thêm người đến đây đường vây giết cường giả nhân tộc vội tới chỗ ta ép thân thể nhân hoàng rời đi ông ta cần chỉ viện lập tức có bảy tám vị cường giả bay tới minh hoàng thấy thế thì tự tin hơn hiện tại ở đây có tới 30 vị cường giả vậy là đủ rồi một bốn lực lượng vạn tộc đã hội tụ ở đây bọn họ có thể đối phó với thân thể nhân hoàng không tới gần chỗ nhân hoàng là được lúc này ánh mắt tô vũ khẽ động không ngờ nhân hoàng lại có thể khống chế thân thể thân thể được khống chế và không được khống chế có chiến lược hoàn toàn khác nhau như vậy vạn tộc chắc chắn không dám để bọn họ lại gần nhau hóa ra là còn chiều này tô vũ đã hiểu thế này thì đám người minh hoàng cần ép thân thể nhân hoàng rời xa chiến trường như vậy thì sẽ cần tiến vào trong vòng vây của hắn chủ nhân quy tắc phản loạn chỉ là yếu tố thêm vào điều quan trọng vẫn là bản thân nhân hoàng nhân hoàng rất giống hắn bọn họ chỉ tin vào bản thân các ngươi không dám khiến thân thể ta tới gần biển ý chí không thì nhất định sẽ có vô số người tử vong dù biết trước mặt là bẫy nhưng cũng không đáng sợ bằng nhân hoàng đây là suy nghĩ của minh hoàng một cái bẫy có thể đáng sợ bằng nhân hoàng sao vậy nên khi bảy tám vị cường giả hội tụ minh hoàng ra lệnh phía trước có khả năng có bẫy mọi người cẩn thận xông lên oanh một đám người điên cuồng ra tay tấn công thân thể nhân hoàn khiến nó không ngừng lùi lại sát ý trong mắt dần dần biến mất mọi người vui mừng điều này chứng tỏ cách càng xa thì khả năng khống chế thân thể của nhân hoàng càng yếu đám người minh hoàng đã bước qua ranh giới tiến vào vòng vây trong số đó có vài vị cường giả không ra tay bọn họ vẫn luôn cảnh giác nhìn quanh bốn phía đề phòng có cường giả tới cứu viện Tuy rằng hiện tại bọn họ cảm thấy nhân tộc không còn cường giả nữa nhưng đề phòng nhân tộc là điều cần thiết. Giết. Tâm ẩm âm, thân thể nhân hoàng bị đánh cho không ngừng lùi lại. Cách nhân hoàng càng xa, thân thể càng suy yếu. Mọi người đều mỉm cười. Như vậy mới tốt. Minh Hoàng cũng vẫn luôn quan sát từ phương. Rốt cuộc nhân tộc còn đang ẩn giấu thủ đoạn gì? Ban nãy thân thể nhân hoàng bùng nổ hình như cũng có ý khiến bọn họ rời xa. Nhân hoàng tự tin vào cái bẫy của mình như vậy sao? Tai có thể đối phó với nhiều cường giả như vậy vạn tộc liên tiếp công kích thân thể nhân hoàng không ngừng bị thương tới lúc này tô vũ cảm thấy không cần phải trốn tránh nữa vậy là được rồi nhiều năm không gặp rác rưởi năm xưa cũng biết nhảy nhót rồi một tiếng cười khẽ truyền khắp tứ phương minh hoàng chấn động kịch liệt thanh âm này quá quen thuộc tô vũ đã từng nghe thấy giọng văn vương giờ khác này một bóng người hiện lên đó là một tu sĩ mặc áo bào trắng dù mọi người không thấy rõ mặt nhưng tất cả đều biến sắc không có khả năng minh hoàng chấn động đó là văn vương y đã trở lại võ hoàng hiện lên phía sau tô vũ lão nhe răng ra lại có thể đánh giải nhiện rồi võ vương văn vương và võ vương đã trở lại tất cả đều kinh hãi không không có khả năng minh hoàng khiếp sợ ông ta đã như thế huống chỉ là những người khác đám người phía sau ông ta trừng to hai mắt nhìn hai người đó là văn vương và võ vương ư đúng vậy chính là bọn họ phương gia trong đám cường giả đang ác chiến Chấn võ vương tức giận mắng tên khốn cuối cùng cũng trở lại ngươi còn biết đường về a à? từng công phu quân văn vương văn nhị ca từng tiếng hò hét sung sướng thích động trung nhiệt hô lên bọn họ đã trở lại năm xưa tứ cực nhân vương bình định thiên hạ trấn áp tứ phương nay hai người đã trở lại văn vương đã trở về tất cả mọi người đều kích động cường già nhân tộc sôi nổi hò hét rít gào phấn chấn đó chính là văn vương và võ vương không thể nào sai được bọn họ thật sự đã trở lại ha 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 bệ hạ nếu ngài sớm nói rằng hai người văn đại ca đã trở về thì chúng ta còn sợ cái gì tiếng hô tiếng cười vang lên dù bọn họ vẫn đang trong tình cảnh nguy hiểm như không còn sợ hãi nữa đám cường giả vạn tộc thì biến sắc kinh hãi bọn họ đang ở trong thiên môn sao bọn họ có thể trở về chuyện này không có khả năng văn vương quá mạnh y từng trấn áp quá nhiều biên giới võ vương quá độc ác ông giết quá nhiều cường giả vạn tộc khi hai người này xuất hiện đám thần hoàng cũng thay đổi sắc mặt phiên toai lớn rồi năm xưa văn vương đã là cường giả tuyệt đỉnh hiện tại thì sao Người có tên cây có bóng giờ khắc này Tô Vũ cũng cảm nhận được lực uy hiếp của Văn Vương đối với vạn tộc, hắn nở nụ cười, khuôn mặt mơ hồ lộ ra hàm răng, giờ khác ngày, không ai hoài nghi hắn cả, tất cả đều tin hắn là Văn Vương, áo bào trắng, khí chất kia, nụ cười kia, hắn chính là Văn Vương, Tô Vũ tiến lên một bước. Nần 30 vị cường giả đối diện hắn đều kinh sợ lui về phía sau. Tô Vũ mặc nhiên. Bọn họ sợ hãi đến vậy ư, Văn Vương đáng sợ lắm sao? Giờ phút này, tất cả sự chú ý của mọi người đều dồn vào hai người những kẻ từng tra xét tìm bẫy đều không tra xét nữa. Bởi vì bọn họ đã biết cái bẫy đó là gì. Văn Vương và Võ Vương đã trở lại, đây chính là thủ đoạn, là cái bẫy của liên tộc, khó trách nhân hoàng lại dám liều chết ứng chiến. Nhân hoàng cất tiếng cười vui mừng chấn động thiên địa, hai tên hố hàng các ngươi cuối cùng cũng tới. Ha ha ha, chúng ta thắng rồi lời nói này càng thêm khẳng định thân phận bọn họ, kỳ thật hiện giờ nhân hoàng đang tấm tắc cảm khái, nếu không phải y biết tô vũ, biết trước kế hoạch thì y cũng cho rằng đây là văn vương, thủ đoạn này quá hay tuy chỉ là ngụy trang nhưng thân phận người được ngụy trang không tầm thường chút nào đó là người từng tranh cái danh đệ nhất thiên hạ với nhân hoàng rất nhiều người đều nói rằng văn vương mạnh hơn chỉ là y không muốn giống nhân hoàng y thích tự do hơn nên mới nói nhân hoàng là đệ nhất trên thực tế đa số mọi người đều cho rằng văn vương mới là đệ nhất thiên hạ khi mạnh hơn nhân hoàng nay cường giả đệ nhất thiên địa này đã trở lại có ai không sợ được chứ chương ba nghìn năm chấn nhiếp lòng người văn võ nhị vương tái xuất vạn tộc kinh sợ dù thực lực võ vương biểu hiện ra hình như chỉ có nhị đẳng có vẻ lão đã bị thương không nhẹ nhưng ai đám khinh thường văn võ nhị vương dù rất nhiều năm đã trôi qua nhưng mọi người vẫn sợ bọn họ tuy mọi người cũng sợ khi đối đầu với nhân hoàng nhân nhân hoàng chỉ có một mình Đi khó có thể lật ngược thế cục văn vương là người không kiêng nể gì Đi điên cuồng đáng sợ hơn nhân hoàng tô vũ bước đến hắn khẽ cười nói làm sao vậy không phải trước đó hô hào muốn tiêu diệt tộc chúng ta sao sao bỗng nhiên lại dừng lại giọng nói tô vũ rất bình thản thoải mái như đang nói chuyện phiếm đối diện đám người minh hoàng vô cùng căng thẳng giữa hai phe là thân thể nhân hoàng lúc này thân thể nhân hoàng đang bất động giết chết bọn họ đi ngươi lại muốn tám chuyện với bọn họ sao võ hoàng lỗ mãng lên tiếng không thể không nói lão giả làm võ vương cũng cực kỳ chuyên nghiệp mãng phu đúng là mãng phu tô vũ cười một tiếng trong tay bỗng nhiên hiện lên một cây bút tô vũ nhìn minh hoàng chơi trò chơi không thực lực ngươi tiến bộ rất nhanh mạnh hơn năm xưa không ít, ta điểm ngươi một bút, nếu ngươi không chết thì hôm nay ta không giết ngươi. Ngươi thấy sao? Minh Hoàng căng thẳng, ông ta lạnh lùng đáp. Văn Vương, dù ngươi mạnh thế nào thì cũng chỉ có một mình nhìn cường giả bên người, ông ta tự tin hơn rất nhiều. Tô Vũ cười khẽ, dù sao cũng tới nhất đẳng rồi, thật sự khôn muốn thử một chiêu của ta sao, sao không thử để biết ta có tiến bộ hay không. Ở trong thiên môn bị trọng thương thế nào, Tô Vũ tươi cười sán lạn, nếu ngươi không dám thử thì các ngươi cùng nhau đỡ một chiêu của ta nếu đỡ được thì hôm nay ta tha cho các ngươi sắc mặt minh hoàng vô cùng trầm trọng khi văn vương và võ vương xuất hiện ông ta đã xin lòng kinh sợ không đám chém giết tiếp bởi vì dù phân ra thắng bại thì e rằng vẫn sẽ có rất nhiều người chết đi văn vương vừa nói sẽ tha cho bọn họ ông ta không tin ông ta đang nghĩ rằng văn vương tiến vào thiên môn nhiều năm rốt cuộc bây giờ y mạnh đến mức nào ti bị thương ư ông ta có cảm giác y đã bị thương khi tức mơ hồ võ vương cũng thế có lẽ hai người này đều trọng thương hiện giờ phe ông ta đang có ba mươi vị cường giả nếu văn vương và võ vương có thể đánh chết ba mươi vị cường giả thì vạn tộc không thể chiến tiếp nữa sắc mặt minh hoàng âm lãnh lạnh lùng nói văn vương ngươi còn bao nhiêu chiến lược chứ ngươi chỉ đang hư trương thanh thế mà thôi tô vũ đáp lại thử xem nếu ta hư trương thanh thế thì không phải là đang cho các ngươi cơ hội sao tô vũ tươi cười sán lạn ngay sau đó cự bút hiện lên trong tay hắn lực lượng thiên địa tràn đến đám người minh hoàng cảm thấy không ổn nhưng vẫn chăm chú nhìn văn vương và võ vương vài vị chủ nhân quy tắc phía sau minh hoàng đổ đầy mỏ hôi có vài cường giả sau này mới đột phá có người là hầu thượng cổ ở thời đại kia văn vương đã tung hoành thiên hạ văn vương rất mạnh hơn nữa y còn vô cùng ngoa độc y từng đến tiên giới liên tiếp chặt đất ba đại đạo tết tiên tộc thần phục đến thác giới khác y cũng làm như thế văn vương đến mệnh giới một chuyến bệnh tộc liền lựa chọn thần phục không dám làm trái chư thiên vạn tộc nhân hoàng phụ trách tọa chấn trung ương thân lớn cường tộc đều do văn vương thu phục so với nhân hoàng và tộc sợ văn vương hơn nhiều giờ phút này trên cây bút của tô vũ chàng ra từng luồng lực lượng quy tắc tô vũ nhấp bút nói một chiêu mà thôi để ta nhìn xem mấy năm nay rốt cuộc các ngươi có tiến bộ hay không nếu không tiến bộ mà đòi tạo phần thì chỉ có thể là đầu óc có vấn đề có chấp nhận hay không có nên thử một chút hay không hai bọn họ nên lập tức rút lui hiện tại rút lui thì sẽ nguy hiểm văn vương và võ vương sẽ tấn công nhân hoàng linh thân hợp nhất minh hoàng lộ về mặt ngương trọng ông ta đã có quyết định nhanh chóng truyền âm có mọi người phía sau thử hắn đi chắc chắn hắn đã bị thương khi ở trong thiên môn dù ra được ngoài thì cũng phải trả giá lớn hắn đang đe dọa chúng ta nếu không với tính cách võ vân thì gã đã, đã trực tiếp ra tay rồi văn vương đang đe dọa bọn họ ngay sau đó minh hoàng lạnh lùng nói bổn tọa cũng muốn lĩnh giáo thủ đoạn của văn vương văn vương thời đại thay đổi rồi thời đại này không thuộc về các ngươi nữa tô vũ cười lớn khi phách đấy cũng được thôi ta sẽ chơi cùng các ngươi ngay sau đó từng luồng lực lượng đại đạo giật tràn ra khí tức tô vũ không ngừng tăng lên nhị đảng nhị đảng đỉnh phong thậm chí mơ hỏ đạt tới nhất đảng trước khi đại chu vương dung đạo ở trong thiên địa tô vũ đã đạt tới nhị đảng đỉnh phong sau khi đại chu vương dung đạo lực lượng trong thiên địa của tô vũ càng mạnh hơn không mượn lực lượng của quy thì cũng miễn cưỡng đạt tới nhất đảng nếu mượn lực lượng quy thì tô vũ sẽ càng mạnh hơn hiện tại sau khi thấy khí thế của hắn tăng lên không còn ai hoài nghi nữa thực ra vốn chẳng có ai hoài nghi hiện tại cảm nhận được khí tức của hắn tăng lên đạt tới nhất đẳng thì mọi người càng thêm tin tưởng chứ vân vương ra thì ai có thể đạt tới nhất đẳng trong vạn giới này không tồn tại nhân vật như vậy sắc mặt minh hoàng cực kỳ khó coi nơi ra cường giả nhân tộc vô cùng hưng phấn trong ánh mắt nhân hoàng hơi lộ vẻ ngạc nhiên ngay sau đó y khoác giết phải nhân lúc này nhiễu loạn những người khác mới được đám cường giả nhân tộc hưng phấn kích động giống to giết cường giả đỉnh cấp tộc ta đã trở về trận chiến này chúng ta tất thắng oanh đại chiến lại nổ ra cảm nhận được động tĩnh phía sau như đám người minh hoàng không dám quay đầu cả đám thăng thẳng nhìn về phía tô vũ võ hoàng cười lạnh một đám rác rưởi đánh chết hết đi cho xong việc tô vũ cười khẽ cầm cây bút lớn chỉ hướng minh hoàng ta rất chưa đây chặn lại thì ngươi mới có cơ hội sống sót nếu không dù nhiều ngươi thì cũng không cứu được ngươi giờ khắc này gió nòi mây phun trường hà dung chuyển mọi người càng thêm lo lắng một kích này rốt cuộc mạnh đến mức nào một bút của ta từng giết một vị cường già hai mươi đạo hy vọng các ngươi có thể sống sót thanh âm mờ mịt của tô vũ truyền đến đám người minh hoàng khiếp sợ thoát tim cường già hai mươi đạo minh hoàng chỉ mới vừa đạt tới nhất đẳng ông ta chắc chắn không thể so được với cường giả 20 đạo hư trương thanh thế minh hoàng giết lên ngươi đang hù dọa ai đấy xuất chiêu đi ngươi đang hù dọa chúng ta sao như ngươi mong muốn cây bút mang theo lực lượng cường đại lao đến chương ba năm trong linh ba bỏ chạy cây bút mang theo lực lượng cường đại lao đến đám người minh hoàng bùng nổ khí tức huy động toàn lực chuẩn bị đánh trả minh hoàng cảm thụ đòn tấn công ông ta khẽ nhíu mày thần vận nội liễm sao một kích này rất mạnh nhưng có vẻ lực lượng chỉ tương đương ông ta nhưng ông ta không dám mất cảnh giác không thể khinh thường văn vương những kẻ khinh thường y đều đã chết dù đối phương biến mất đã lâu vạn tộc đã mạnh hơn nhưng chẳng lẽ y không mạnh hơn sao kết trận minh hoàng truyền âm lực lượng quy tắc liên thủ chống đỡ nếu lực sát thương của y không đủ mạnh thì lập tức phản kích đánh chết y và võ vương rõ những người khác đều đáp ứng bọn họ muốn thử sức văn vương một bút định càng khôn giờ khác này bề ngoài tô vũ vẫn mờ mì tiêu sái trong hư không một mũi tên lớn bắn về phía vạn tộc nước sông dao động kịch liệt sóng to nổi lên cường giả ra tay gây ra sóng lớn là chuyện bình thường minh hoàng quát lên chiến, khi thế đám người tăng vọt, chúng ta không tin một kích của ngươi có thể giết chết 30 vị cường giả, nếu làm vậy được thì ngươi đã vô địch thiên hạ từ lâu rồi. Thời khắc khí thế bọn họ tăng vọt, Trường Hà dung truyền kịch liệt, Thông Thiên hầu như ẩn như hiện trong làn nước cũng rất chấn động. Ma ơi! Bọn họ đều đưa lưng về phía ta kiệt, mặc kệ chúng ta sao, làm hay lắm, Vũ Hoàng thật bái chủ yếu là nhờ hắn rất to gan, nếu đám người Minh Hoàng không sợ hãi, trực tiếp vây công, 30 vị chủ nhân quy tắc với một cường giả nhất đẳng tuyệt đối có thể đánh chết Tô Vũ và Võ Hoàng, nhưng bọn họ không dám, bọn họ muốn thử. Giờ phút này bọn họ đều đốc toàn lực chuẩn bị ninh đón đằng công kích của Tô Vũ. Trương Hà dao động kịch liệt che giấu động tĩnh nhỏ bé của Thông Thiên Hầu. Đám cường giả đại chiến phía sau cũng không có thời gian chú ý đến bên này. Lúc này, Thông Thiên Hầu mở hãy cửa lộ ra các thân ảnh, bọn họ ở dưới đáy nước chăm chú quan sát, phân phối nhiệm vụ, không thể công kích lung tung. Bọn họ phải nhanh chóng vây công giết chết vài người thật nhanh chóng. Tô Vũ vừa điểm ra một bút, ngay sau đó hắn hét to, "Thái Sơn, cùng xông lên." Võ Hoàng bùng nổ khí tức, Minh Hoàng trừng to mắt, giận dữ hét, "Ngươi vô sỉ bọn họ muốn liên thủ, không phải đã nói là chỉ có một người thôi sao?" Đám người bùng nổ toàn lực lực lượng lao đến tấn công Tô Vũ và Võ Hoàng, oanh. Lực lượng cử đại mãnh liệt lan tràn, Tô Vũ và Võ Hoàng nhanh chóng trốn chạy, đám người Minh Hoàng đã chuẩn bị liều chết chiến đấu, thấy cảnh này thì tất cả đều ngây người, chạy trốn ư? vì sao chẳng lẽ bọn họ bị thương quá nặng đám người minh hoàng đều vừa đánh ra một kích cường đại đang ở trạng thái hư không minh hoàng giật mình đường như ông ta cảm nhận được gì đó ông ta biến sắc nổi giận lồng lên đáy nước còn chưa nói xong một tiếng vang kinh thiên động địa vang vọng trường hà chấn động thiên địa hơn 30 vị cường giả đồng loạt ra tay bọn họ ở dưới đáy nước đồng thời đánh ra một kích toàn lực lực lượng long trời lửa đất dòng nước nổ tung trường hà rung động một tộc nhân phá sơn ngưu trực tiếp bị đánh tan xương nát thịt đại đạo vỡ nát một cửa thù trong giống ếch xanh cũng bị đánh tan xác đại đạo đứt đoạn lực lượng quy tắc càn quét tứ phương một cửa thù trông như mãnh hổ cũng bị một cỗ lực lượng cường hãn hủy diệt không còn thì cốt trong nháy mắt mọi người nhằm vào năm vị chủ nhân quy tắc bọn chúng đều là kẻ yếu đứng ở vòng ngoại y vừa xong đã ra tay đối phó hai người tô vũ nên đều đang thiếu hụt lực lượng bọn họ bị hơn 30 vị cường giả nhằm vào bình quân 7 đánh một còn là tập kích bất ngờ bọn họ lập tức bị tiêu diệt hoàn toàn không thể phản kháng trong khoảnh khắc ngắn mũi năm vị chủ nhân quy tắc đã ngã xuống lúc này tiếng giống của minh hoàng mới truyền ra đáy nước đã muộn rồi năm vị cường giả đã chết thông thiên hầu lập tức lùi lại những người khác cũng thấy thiên địa chìm trong tĩnh lặng đã chết rồi ư đã xảy ra chuyện gì những người này ở đâu ra sắc mặt minh hoàng hoàn toàn thay đổi những cường giả này từ đâu ra sao lại có nhiều như vậy nhân số còn nhiều hơn bọn họ lúc này tô vũ từ nơi xa ra lệnh dễ dễ chiến vương còn chưa tới nơi thì đã thấy hai vai khai chiến tô vũ lạnh nhạt bùng nổ khí tức cùng võ hoàng trở về uy hiếp tứ phương các ngươi trốn không thoát đâu quỳ xuống tự phong ta sẽ tha chết cho các ngươi rắc mặt minh hoàng hoàn toàn thay đổi chuyện gì đã xảy ra bọn họ từ đâu ra tại sao văn vương võ vương không ra tay Sau lúc trước lại chạy trốn ông ta có rất nhiều nghi hoặc nhưng không có thời gian để tự hỏi ông ta chỉ biết rằng tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm lúc này thân thể nhân hoàng bỗng nhiên bay đi Minh Hoàng muốn ngăn cản như không kịp, ông ta đã nhận ra gì đó. Ánh mắt biến ảo nhìn về phía Tô Vũ cùng Võ Hoàng, cắn răng nói. Các ngươi không phải, bọn họ không phải Văn Vương và Võ Vương, vậy bọn họ là ai? Ông ta thật sự không rõ nhưng bây giờ không có thời gian để suy nghĩ, đại chiến nổ ra, năm vị chủ nhân quy tắc bị giết chết, chiến lực hao tổn là thứ yếu, vấn đề là mọi người đã bị dọa sợ, đối phương có nhiều cường giả hơn bọn họ, Minh Hoàng gầm lên giận dữ, đây là bẫy. Tiên Hoàng, chư vị, đây là cái bẫy, hãy kêu chúng ta bọn họ đã bị bao vây. Oanh, và tộc bên kia kinh ngạc, nhân tộc cũng vậy, chuyện gì đã xảy ra, văn vương và võ vương ma quân đến giúp đỡ ư. Ừ. Mặc kệ nó, lúc này mọi người không kịp nghĩ nhiều, tiếng hô của nhân hoàng vang khắp tư phương, giết sạch bọn họ, liều chết chiến một trận, tông âm ầm hư ảnh nhân hoàng, đại chiến ba vị cường giả, thân thể hắn đang nhanh chóng lao đến, tiên hoàng không rảnh lo cho đám người minh hoàng, đi giận dữ hết chặn thân thể hắn lại không thể để thân thể nhân hoàng đến đây vạn tộc vốn nhiều cường giả hơn bảy tám vị cường giả vội vàng lao đi ngăn cả thân thể nhân hoàng chương ba nghìn năm hy sinh thiên môn lúc này tô vũ không mau việc bại lộ nữa vậy là đủ rồi lần ngụy trang này đã giúp bọn họ nhẹ nhàng giết chết năm vị chủ nhân quy tắc ngươi đi giết những kẻ đó tô vũ ra lệnh cho võ hoàng võ hoàng nhanh chóng lao vào trong đám người nơi đó đang hỗn chiến tô vũ vẫn luôn chú ý đến minh hoàng trên đầu minh hoàng tắt mồ hôi tông ta nhìn răng nghiến lợi hỏi Ngươi không phải văn vương, ngươi là ai? Ta ư? Ta là cha ngươi. Tô Vũ cười sán lạn, đột nhiên cầm bút điểm xuống, chơi đi, đừng hòng chạy chạy ư? Binh Hoàng hừ một tiếng, ánh mắt lãnh lệ, một cỗ khí tức âm lãnh hóa thành vạn kiếm bắn về phía Tô Vũ. Ngươi không phải nhất đẳng có vẻ Tô Vũ không phải nhất đẳng nhưng cũng đã gần đến rồi, thực lực tương đương ông ta. Ông ta nghi hoặc chân chờ, rốt cuộc gia hỏa này có thực lực gì? Ông ta không có thời gian tra rõ. Việc quan trọng bây giờ là phản kích, minh thổ bao trùng, lan tràn về phía tô vũ bước của tô vũ hóa thành đao hắn cầm đao chém xuống một đao này không quá mạnh đột nhiên có một cỗ lực lượng thân thể cường đại bùng nổ minh hoàng bị tô vũ chém lùi lại minh thổ dập nát minh hoàng hoảng sợ lúc này tô vũ đã chân chính đạt tới nhất đẳng hơn nữa vẫn còn đang tăng lên hắn đang mượn lực lượng của quy giờ phút này hắn đang truyền âm trong biển ý chí quy cho ta mượn lực liên tục đối thủ của ta tới rồi ta muốn làm thịt lã sau thiên môn lão nhân câm nín nhanh như vậy ư nhưng ngươi không giết được nhị đảng đỉnh phong đâu gia hỏa này quá ngông cuồng cho rằng mượn lực lượng của ta thì có thể giúp một kẻ tứ đẳng như ngươi giết nhị đảng đỉnh phong ư ngươi đang nghĩ gì vậy dù thế lão vẫn truyền lực lượng đi đáng tiếc dù lão truyền đi bao nhiêu thì đều nhanh chóng bị tiêu hao mất lão tức giận mắng nếu ngươi không địch lại thì đừng cố nhanh trốn đi chuyện gì vậy tiêu hao thế này quá lớn đủ cho ta giao chiến sinh tử với chủ nhân quy tắc 16 đạo tô vũ mặc kệ lão giờ phút này hắn không ngừng rút ra lực lượng của đối phương một phần tăng cho chính mình một phần đưa vào thiên địa giúp lực lượng thiên địa nông động hơn làm vậy cũng có thể giúp những người khác mạnh hơn lực lượng đại chu vương dung nhập cũng đang không ngừng được dung hợp trong trận chiến này hắn chỉ có thể cầm chân vị cường giả nhất đẳng trước mặt việc giết người thì phải trông cậy vào những người khác bấy rào thông thiên hầu lui về phía sau trên mặt đầm điều mỏ hôi đi và hai người thiên mệnh là người chỉ đạo cho trận chiến này mọi người ở trong thiên địa của tô vũ đều không yếu nhưng phần lớn chỉ là tam đảng, gần như không có nhị đảng còn đối phương thì ít người hơn bọn họ nhưng lại có nhị đảng hơn nữa còn có tới bốn vị nhị đảng đương nhiên vấn đề đó sẽ do võ hoàng giải quyết lão vừa tới liền giao chiến với một vị nhị đảng ba vị còn lại do nam vương tử linh vương hỗn độ long phối hợp đối chiến tiếp tục như vậy thì chỉ có thể duy trì cân bằng mà thôi nếu ba người ra tay thì có thể chiếm cứ một chút yêu thế nhưng không cần thiết phải vậy bên tai vang lên giọng nói của thiên mệnh hầu số 13 bọn họ đánh số cho đám cường giả vạn tộc, thiên mệnh hầu gọi đến ai thì chứng tỏ có cơ hội giết kẻ này. Vô mệnh gọi đến ai thì chứng tỏ người phe mình đang gặp nguy hiểm, cần cứu viện, bọn họ phân công rất rõ ràng. Số 13. Thông thiên hầu cả kinh, có thể giết kê đó, nhưng chịu ai đến bây giờ, ai có thể đến đó giết người. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng truyền tống dao động trên người võ hoàng, võ hoàng thầm mắng như không dám kháng cự, đây là mệnh lệnh của Tô Vũ truyền tống bọn họ để giúp bọn họ chạy trốn hoặc là để đi giết người. Lần này lão phải giết người. Lão biến mất theo cỗ lực lượng này, vị đối thủ nhị đảng đánh hụt thì hoang mang rồi lập tức biến sắc. Võ Hoàng đã xuất hiện trước mặt một vị chủ nhân quy tắc tứ đẳng, đối thủ của kẻ này là Hạ Long Võ, lúc này vã đã bị Hạ Long Võ chém cho người đây vết thương. Máu thịt lẫn lộn, Võ Hoàng vừa xuất hiện liền không hề suy xét tình hình chiến đấu, cũng không cần xem. Dựa theo ước định lúc trước, sau khi truyền tống thì lập tức giết người. Chết đi võ hoàng đâm ra một thương toàn lực giả vạ tộc mới vừa tránh thoát trường đao của hạ long võ thì đã bị thương đâm trúng ông ừ một tiếng đầu gã nổ tung trường đao của hạ long võ chém cho đánh nát thân thể gã đại đạo cũng bị đao chém đến dung chuyệt đây là vị thứ sáu lại thêm một vị chủ nhân quy tắc bị giết trong nháy mắt cường giả nhị đẳng đối phó võ hoàng lúc trước vẫn chưa tìm được đối thủ đột nhiên hạ long võ và võ hoàng hiện ra trước mặt lã hai người vừa xuất hiện liền vung vũ khí tấn công gã lúc này mấy người thông thiên hầu phụ trách điều binh khiển tướng tìm kiếm cơ hội thấy cơ hội thì lập tức chuyển người đến giết vô mệnh bỗng nhiên nói chính vô mệnh báo người phe mình đang gặp nguy cơ thông thiên không cần suy nghĩ đi nhanh chóng điều động người số 9, bên kia hà đồ vừa định ra tay bỗng nhiên ánh mắt y khẽ biến rồi lập tức biến mất y vừa biến mất một cỗ lực lượng hắc ám đột nhiên nổ tung tại vị trí y đứng lúc trước lực lượng ấy còn ăn mòn nước trong trường hà tạo ra một chỗ trống vị cư giả hắc y đối thủ của hà đỏ biến sắc lã lộ vẻ phẫn nộ thiên uyên tộc Hà Đồ bị dịch chuyển đi, sắc mặt y trắng nhợt. Chu sát thuật không có chút động tĩnh nào, y hoàn toàn không nhận ra được. Nếu không phải thông thiên truyền tống y thì y đã bị trọng thương rồi. Ngay sau đó, lực lượng dịch chuyển lại xuất hiện, Hạ Long Võ và Hà Đồ cùng bị dịch chuyển tới trước mặt cường giả thiên uyên tộc số 9, có người giận dữ hết, là thông thiên. Bọn họ có thể dịch chuyển, vạn tộc muốn giết đối thủ nhưng đối phương bỗng nhiên biến mất, khi vạn tộc rơi vào hạ phong. Trước mặt sẽ xuất hiện vài vị cường giả tới giết, thủ đoạn này quá đáng sợ. Minh Hoàng hét lên phẫn nộ, giết Thông Thiên. Nên lên phải đánh chết Thông Thiên, nếu có một vị cường giả có thể không ngừng dịch chuyển trong thời không trường hà thì vạn tộc sẽ bị áp chế hoàn toàn, đối phương có thể phân phối phát huy ra chiến lược tốt nhất. Mới vừa nói xong, Thông Thiên lại dịch chuyển một người, âm một tiếng, Tam Nguyệt gõ chết một vị cường giả, Cửu Nguyệt cười ngây ngô với Tam Nguyệt, Tổ tông Tam Nguyệt thật lợi hại, ta đánh mãi không xong, Tổ tông Tam Nguyệt vừa đến liền đánh chết đối phương, đây là vị thứ bảy chết đi, tới giờ khác này, Minh Hoàng không chịu đựng được nữa, những người khác cũng vô cùng sợ hãi người chết ngày càng nhiều thì bọn họ sẽ phải đối mặt nguy hiểm càng lớn hơn rút minh hoàng giống to nếu không rút lui thì có lẽ sẽ xảy ra chuyện một đám chủ nhân quy tắc nhanh chóng lao đi bọn họ không thể ở lại đây nữa tô vũ chém một đao khiến minh hoàng lùi lại hắn nhíu mày quát thiên môn võ hoàng ngần ra mà nó sao lại muốn làm vậy không phải chúng ta đã chiếm thượng phong sao không ổn đâu giọng nói lạnh băng của tô vũ lại vang lên thiên môn võ hoàng cắn răng vừa không nõ vừa bất đắc dĩ, mà nó. Tại sao? Đại chiến chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi. Những người này muốn chạy trốn, chúng ta đuổi giết là được, sao phải ép ta hy sinh thiên môn. Trương 3505, nhân hoàng ấn, tuy rất bất đắc dĩ và hoàn toàn không muốn, thế nhưng cuối cùng võ hoàng vẫn cổ hiện thiên môn đưa tới trước mặt thông thiên. Thông thiên hầu không suy nghĩ nhiều, lập tức nuốt vào, Tô Vũ đã dặn dò việc này từ trước, ở thời khắc mấu chốt, hãy ăn thiên môn của võ hoàng, võ hoàng chủ động cung cấp nên không phần kháng nhiều thông thiên cắn nuốt thiên môn xong khí tức lập tức tăng lên phong thông thiên bạo to một cỗ lực lượng phong ấn bùng nổ lực lượng cường đại lan đến vị trí kẻ giao chiến với võ hoàng thân hình người nọ hơi khựng lại tô vũ lại lên tiếng mạo đây vẫn là mệnh lệnh dành cho võ hoàng ý nói ngươi có thể bạo đại đạo rồi võ hoàng tức muốn chết có đến mức đó không ta đơn đã độc đấu thì vẫn có thể đối phó đối phương nhưng nhưng võ hoàng điên cuồng giống to lực lượng đại đạo hiện ra rồi nổ tung uy lực bao phủ cường giả nhị đẳng bị thông thiên phong ấn đại đạo nhị đẳng cực kỳ cường đại nổ tung oanh sắc mặt vị cường giả kia kịch biến còn chưa kịp nói gì thì đã bị lực lượng quy tắc cường đại quét qua tan xương nát thịt lực lượng thiên địa bao trùm chấn áp đại đạo của vị cường giả nhị đẳng này võ hoàng và thông thiên cùng nhau ra tay sau một trận cuồng oanh loạn tạc đại đạo đứt đoạn bị thiên địa của tô vũ cắn nuốt võ hoàng lập tức nối lại đại đạo nhưng thực lực giảm xuống rất nhiều giờ lão chỉ là tam đẳng như một vị cường giả nhị đẳng đã bị giết địa vị đối phương chắc chắn không tầm thường kẻ có thể tới nhị đẳng chắc chắn không phải kẻ yếu vị cường giả bị giết này đến từ địa ngục tam đầu khuyển nhất tộc thực lực mạnh mẽ vậy mà lại bị giết trong nháy mắt minh hoàng đang trốn chạy biến sắc lại thêm một người nữa chết ư đây đã là vị thứ 8 mấu chốt là cây chết lần này là nhị đẳng nhị đẳng cũng là cường giả đỉnh cấp vài người liên tiếp chết đi khiến chiến cuộc biến hóa thông thiên gầm nhẹ một tiếng ti cắn nuốt thiên môn thực lực mạnh hơn năng lực truyền tống cũng mạnh hơn vài vị cường giả đã đánh chết đối thủ như võ hoàng đột nhiên xuất hiện trước mặt cường giả thiên uyên tộc cường giả thiên uyên tộc kinh hãi như không thể làm gì võ hoàng đang cực kỳ nóng giận lão gầm lên rồi ra tay dù thực lực chỉ còn tam đẳng thì lão vẫn đánh bay được đối phương tam nguyệt và cửu nguyệt cộng thêm hạ long võ hà đô cũng tấn công khiến vị cường giả này bị đánh chia năm xẻ bảy đây là kẻ thứ chín đám người nhân hoàng cảm thấy phe mình chỉ vừa đánh được một hỏi nghe thấy bên này không ngừng vang lên tiếng gầm rũ thần hoàng bớt thời giờ để nhìn sang thì lập tức sửng sốt tâm lão bị hư ảnh nhân hoàng đánh hộp máu nhưng vẫn ngây người mà nó sao thiếu nhiều người như vậy chính vị chủ nhân quy tắc đã chết trong đó có cả một vị nhị đảng hai phe đại chiến nhiều năm chuyện nhị đảng thương vong là rất hiếm đúng lúc này tô vũ lại quát lên a người tông thiên lập tức truyền tống tam người tới trước mặt nam vương tam người không hề do dự một cây vậy chúc hắn xuất hiện kỳ thật tam người không thể vận dụng toàn bộ uy năng của nó nhưng hiện tại không quan trọng lúc trước tô vũ đã đặt ra quy củ chỉ cần hắn hô lên thì phải chấp hành thật ra tam nguyệt rất luyến tiếc đây là bảo vật lão vất vả đạt được vì thế còn đại chiến với cự trúc thiên diệt cửu nguyệt nhưng giờ lão không còn cách nào khác tam nguyệt lộ vẻ đau lòng lão cắn giang một cái gậy trúc nổ tung tạo ra một tiếng vang lớn trong hư không bỗng hiện ra bóng dáng một vị lão nhân cầm gậy trúc khuôn mặt không cảm xúc khi vậy trúc nổ tung lão nhân bỗng cầm gậy đánh về phía vị nhị đẳng là đối thủ của nam vương cường giả nhị đẳng kia thuộc phượng tộc sắc mặt gã lập tức cuồng biến. Đây là cái gì? Lã muốn chạy trốn nhưng như cây vậy đang đánh tới mang theo lực lượng cường đại nồng đậm, nó cố định gã tại chỗ. Vậy trúc đánh xuống, tầm một tiếng, lã lập tức bị đánh võ đầu. Hai người Tam Nguyệt và Nam Vương điên cuồng tấn công, đánh nát thân thể đối phương và đánh rãy đại đạo. Đây là kê thứ 10, đồng thời là vị nhị đẳng thứ hai đã chết. Tô Vũ không tức bất cứ thứ gì. Thiên môn và đại đạo của võ hoàng cộng thêm gậy trúc của nhân tổ, những thứ này đều có thể giúp hắn mạnh lên nhưng Tô Vũ không để trong lòng hy sinh chúng để giết hai cường giả nhị đẳng có đáng không? Bốn vị cường giả nhị đẳng đã có hai vị bị xử lý. Đến lúc này, chiến vương mới phá tan phòng tuyến đánh tới. Vừa đến nơi, chiến vương liền sừng sốt, chết rồi ư. Nhanh như vậy ư, tốc độ của hắn quá nhanh, tông đột phá phòng tuyến ngăn cản, còn không quan tâm đến thân thể nhân hoàng. Trực tiếp tới đây nhưng ông đã đến trọng, phe tô vũ đã giết được một phần ba. Lúc này minh hoàng thật sự nóng nảy, ông ta giống lên. Rút lui. Nhanh lên, hai vị nhị đẳng đã bị giết, đám người nam vương không còn đối thủ hơn nữa chiến vương còn tới đây nơi xa đám người thần hoàng cũng thấy tình cảnh này lão thét to đến bên kia trợ giúp bọn họ không ít người đã chết nhưng nếu hội hợp cường giả vạn tộc đông đảo thì không cần sợ nữa nhiều người lao về phía tô vũ ánh mắt tiên hoàng lộ thần mang nhìn về phía bên kia y khẽ biến sắc quát lên rời khỏi khu vực đó nơi đó là địa bàn của hắn chiến đấu với ta mà còn dám phân tâm ư oanh hư ảnh nhân hoàng bỗng nhiên nén ra một đại ấn tiên hoàng bay ngược đi không ngừng hợp máu vô số lực lượng quy tắc phật tán giờ khác này từ phương khiếp hãi nhìn về phía đại ấn trong không trung đó không phải tinh vũ ấn mà là thứ được xưng là binh khí mạnh nhất nhân hoàng ấn nhân hoàng đã dùng đến nhân hoàng ấn một kích này đã đánh tiên hoàng trọng thương nhưng mọi người cũng thấy hư ảnh nhân hoàng rung động kịch liệt có về sắp không duy trì nổi nữa thần hoàng lộ vẻ tàn khốc ngươi không muốn sống nữa ư ngươi muốn chết thì tiếp tục đánh đi chúng ta thành toàn ngươi nhân hoàng đánh trọng thương tiên hoàng nhưng cũng làm biển ý chí của mình rung động đây là dấu hiệu trọng thương kỳ thật thần hoàng cũng sợ ra hỏa này sẽ liều mạng đánh chết bọn họ oanh nhân hoàng mặc kệ tất cả ngươi dạ được ta chắc ngươi giết được ta đi rồi nói tiên hoàng trọng thương hai vị cường giả còn lại không thể phân tâm nữa bọn họ phẫn nộ giống to rồi lao vào chém giết với nhân hoàng chương ba nghìn năm trăm linh sáu uy hiếp tự bạo tô vũ lại hiện lên trước mặt minh hoàng bình thản lên tiếng ngươi muốn chạy a à. minh hoàng thở dốc nhìn về phía tô vũ rồi quay sang nhìn đám cường giả bị vây giết liên tiếp ngã xuống Ông ta cắn răng lạnh lùng nói. Ta là nhất đẳng. Ta mà liều mạo thì ngươi nghĩ mình sẽ ra sao? Nơi này là thiên địa của ngươi đúng không? Nếu ta dốc toàn lực đánh nát thiên địa của ngươi thì ngươi cũng sẽ không có cách cục tốt vậy ngươi cứ thử xem. Tô Vũ cản trước mặt Minh Hoàng, ông ta sốt ruột. Cuối cùng bất chấp tất cả giống to một tiếng, một thanh trường mâu hiện lên mang theo lực lượng âm tử, Mô đâm về phía Tô Vũ kéo theo từng trận âm phong. Tô Vũ không ngừng né tránh nhiên kiên quyết không cho đối phương rời đi đồng thời còn đang hấp thu toàn bộ lực lượng đại đạo giật tán trong thiên địa nhiều chủ nhân quy tắc bị đánh chết võ hoàng đoạn đạo và quy đang không ngừng cung cấp lực lượng bây giờ không ổn dưỡng thiên địa thì còn đợi đến khi nào lực lượng trong thiên địa trở nên nồng động bây khác chiến vương đã đến và nhiều cường giả bị giết làm thông thiên hầu an tâm hơn nhiều khi không ngừng nghe theo nhắc nhở của hai vị cường giả mệnh tộc để dịch chuyển cường giả tư phương âm ẩm âm sau một trận tiếng vang lớn một cường giả đỉnh cấp bị mấy người chiến vương liên thủ giết chết đương trường chiến vương không tiếp thu môn ấn của thông thiên ông mới vừa giết người còn chưa kịp hương phấn thì mấy người bên cạnh đã biến mất giỏi xuất hiện trước mặt vị chủ nhân quy tắc nhị đẳng cuối cùng nam vương tam nguyệt võ hoàng hỗn độ long bát sực hồ hạ long võ nhiều vị cường giả đảng loạt ra tay tấn công vị nhị đẳng kia lã thấy mình khôn có hy vọng địch nổi thì vô cùng tuyệt vọng vừa muốn tự bạo lực lượng đại đạo thì thông thiên bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng lực lượng phong ấn lại xuất hiện chấn áp đối phương khoảnh khắc ngắn người này đủ để mọi người giết lã oanh bảy tám vị cường giả liên thủ đánh tác sát đối phương khi đại đạo nổ tung những người này lại được truyền tống rời đi chiến vương vừa vặn tới nơi thì lực lượng cường đại đánh đến ông bay ngược khọc máu cảm giác có chút ức chế man nó ông không nhanh bằng bọn họ những người đó đều được truyền tống rời đi ông tự chạy tới thì người ta đã đánh xong rồi chẳng kịp làm gì chỉ kịp hứng lực lượng đại đạo nổ tung thông thiên hầu cũng cảm thấy rất bất đắc gì chiến vương đừng quấy rối thông thiên buồn bực hô lên ngươi mà chết thì nhiệm vụ của ta sẽ thất bại ngươi không có ấn ký môn hộ của ta. Ta không thể truyền tống ngươi, đừng làm gì cả, ngươi mà bị nổ chết thì ta không gánh nổi trách nhiệm đâu. Dưa khắc này, chiến vương cừu giả nhị đẳng đỉnh cấp mạnh mẽ chỉ cảm thấy nhẹn khuất, bất đắc khí. Thống khổ, ồi hoài, ta rất cường đại, ta không tới quấy rối ta muốn hỗ trợ, hỗ trợ đấy. Hiểu không, Tô Vũ cũng lên tiếng. Chiến vương, tới bên này hỗ trợ đi ngài đừng quấy rối nữa, nhị đẳng bị giết sạch rồi để chiến vương tới đây ngăn cản minh hoàng thì tốt hơn bên kia chỉ còn lại một nửa số vị chủ nhân quy tắc đám y thông thiên có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến tô vũ tính toán thời gian rồi ra lệnh một phút hãy kết thúc trận chiến trong một phút rõ đám người hô vang tầm lại thêm một người bị giết lực lượng trên người tô vũ đột nhiên tăng mạnh hắn không tăng phúc cho những y khác nữa mà rút toàn bộ tăng cho chính mình hắn chém một đao đánh cho đôi tay minh hoàng đầm đìa máu tươi giờ phút này chiến vương đã chạy tới ông thở hổn hển nãy giờ ta chỉ có chạy minh hoàng đang muốn đào thoát thấy chiến vương chặn đường thì nổi giận gầm lên trường mâu đâm ra lực lượng đại đạo mãnh liệt bùng nổ đánh bay chiến vương chiến vương còn chưa kịp xuất đao thì đã bị một kích này đánh văng vất xa ta chiến vương không bị thương nặng nhưng ông cảm thấy nhục nhã tông đến đâu tham chiến thì cũng bị đánh ra hoặc là nổ bay đường đường là một cường giả nhị đẳng đỉnh phong vậy mà không có ích gì tại đây lại còn bị thương không chừng ông chính là cường giả đầu tiên dưới trướng tô vũ bị thương không đúng Tông còn không phải cường giả dưới chứng tô vũ tô vũ mặc kệ chiến vương chiến vương ngăn cản đối phương trong nháy mắt như vậy là đủ rồi chiến vương rất hữu dụng cường giả bình thường thì có khả năng đã bị giết nhưng chiến vương rất mạnh minh hoàng không thể dễ dàng giết ông thậm chí là không giết được vậy nên chiến vương có tác dụng rất lớn ông cứ làm đá chặn đường là tốt nhất khi minh hoàng đánh bay chiến vương tô vũ vùng đao rõ ràng không hướng về phía minh hoàng nhưng ông ta lại biến sắc không gian trước mắt nhiễu loạn ông ta xuất hiện trước đao của tô vũ phụt một tiếng cánh tay ông ta bị chặt đứt minh hoàng kinh hãi vừa rồi ông ta đã bị lực lượng đại đạo của tô vũ ảnh hưởng chủ động đến trước đao để hắn chém hai người áp chiến bên kia một cường giả không chịu đựng được tình cảnh thống khổ bị vây giết nên đã tự bạo lần tự bạo này khiến vài vị cường giả bị thương nhẹ thôn thiên không kịp diệt chuyển mọi người y để lại võ hoàng mạnh nhất hứng lực lượng tự bạo của đối phương mặt mũi võ hoàng đẫm máu lão tức điên chửi mắng tại sao lão tử bị để lại Ta không phục, hôm nay ta là kẻ xui xảo nhất, ngươi ta tự bạo, ngươi để ta lại làm gì? Thông Thiên Hầu không để ý tới lão, "Cuộc, ừ, ngươi rất mạnh, không chết được, những người khác ở lại mới dễ bị nổ chết. Sau khi vị cường giả này tự bạo, vạn tộc trên chiến trường ít đi rất nhiều người, nhưng số phe Tô Vũ thì vẫn vậy mà đối phương chỉ còn lại tầm người vị chủ nhân quy tắc. Giờ phút này người vị cường giả này điên cuồng chiến đấu, cuối cùng cũng tự hợp cùng nhau. Ai cũng lộ về bi thương, rốt cuộc tình huống này là như thế nào?" Đến bây giờ, mọi người vẫn không hiểu ra sao, nhưng đã có gần 20 vị chủ nhân quy tắc bị giết, đối phương thì vẫn còn hơn 30 vị chủ nhân quy tắc lúc này đang vây quanh bọn họ. Phải làm cách nào để trốn thoát, bọn họ không hiểu, Võ Vương tự bạo đại đạo sao còn có thực lực tam đảng? Tại sao lại như vậy? Tại sao đám người thông thiên lại ở đây? Văn Vương đầu, đến bây giờ vẫn còn người chưa rõ tình huống, biến cố xảy ra quá nhanh, bọn họ chỉ thấy rằng không ngừng có người bị giết. Trong đám cường giả có người giống giận, các ngươi mà qua đây thì chúng ta sẽ tự bạo tập thể. Như chủ nhân quy tắc tự bạo như vậy chắc chắn sẽ giết được không ít người trong số các ngươi mười vị chủ nhân quy tắc tự bạo thì. Các ngươi cũng sẽ tổn thất thảm trọng, dù muốn dịch truyền thì cũng không kịp. Tới giờ phút này, bọn họ chỉ có thể uy hiếp địch nhân như vậy, nếu không tất cả sẽ bị giết sạch. Mười vị cường giả vạn tộc bùng nổ khí tức, tỏ rõ ý muốn liều mạng, dù chết thì cũng không cho đối thủ được lợi. Thả chúng ta rời đi có ý đưa ra điều kiện, bọn họ phải rời khỏi đây, rời khỏi nơi đáng sợ này. Trận chiến này quá nhiều điều bất ngờ không thể hiểu được, không ai ngờ được rằng sẽ có hơn 30 vị chủ nhân quy tắc đột nhiên xuất hiện, thông thiên chân chờ. Nếu 10 vị chủ nhân quy tắc tự bạo, tí không thể bảo đảm phe mình bình an vô sự, có lẽ sẽ có mấy người chết. Nhưng nếu không vây chặn bọn họ thì những người này sẽ chạy trốn. Làm sao bây giờ? Ti nhìn về phía Tô Vũ, hiện giờ y không biết nên quyết sách như thế nào. Chương 3507, Nhân Hoàng thật hiểu lòng người, Thông Thiên Hầu nhìn về phía Tô Vũ, hiện giờ y không biết nên quyết sách như thế nào. Ánh mắt Tô Vũ lãnh lệ. Ngay sau đó hắn hét to, Nhân Hoàng Nhân Hoàng đang đại chiến, nhìn về phía Tô Vũ, y biến sắc, cực kỳ muốn mắng người, mai nó. Ta hiểu ý hắn, ngươi, y muốn mắng ra tiếng nhưng, hơi, không mắng nữa. Thân thể Nhân Hoàng đang công kích phòng tuyến đột nhiên lùi lại, tốc độ cực nhanh, Tô Vũ quát to. Giết bọn họ, sắc mặt thông thiên thay đổi, hơn 10 vị chủ nhân quy tắc kia khiếp sợ, có người nghiến răng nghiến lợi nổi giận gầm lên, liều mạng, tự bạo, nổ chết bọn họ oanh. Tiếng vang kịch liệt vang vọng thiên địa. Đúng thời khắc này, thân thể nhân hoàng bỗng hóa thành một ngọn núi lớn bao trùm người vị cường giả vạn tộc ấy, âm ầm âm. Sau một chuỗi tiếng nổ, tất cả trở nên an tĩnh, thân thể nhân hoàng tàn phá như đống rìa rách rơi vào giữa sông. Tô Vũ khẽ gật đầu, không tôi, ngươi của ta không bị thương, thân thể nhân hoàng thật sự rất mạnh, mười vị chủ nhân quy tắc tự bạo mà cũng không khiến thân thể y tan xương nát thịt, thật lợi hại. Tô Vũ đã nhận ra thân thể Nhân hoàng bị thương không nhẹ, nếu đã vậy thì bị thương thêm chút nữa cũng chẳng sao. Hơn nữa còn cứu được tính mạng của rất nhiều cường giả, không phải sao? Tuy người phe mình có thể giết đám vạn tộc còn lại nhưng nhiều người tự bạo như vậy thì có lẽ sẽ khiến vài người mất mạng. Nhân hoàng thật hiểu ta, Tô Vũ lớn tiếng cười ha ha. Ta hô một câu, ngài liền hiểu ý ta, lợi hại thật, không hổ là Nhân hoàng, ta bội phục ngài rồi đấy giờ phút này những người khác đều vô cùng khiếp sợ Người bình thường có thể làm như vậy sao bên phía nhân tộc tất cả mọi người đều nghi hoặc hắn không phải văn vương hắn là ai hay nhưng hắn rất giống văn vương đều là kẻ âm hiểm độc ác sao hắn có thể dùng thân thể nhân hoàng làm lá chắn cho người phe hắn quá hung tàn rồi Một chút là nhân hoàng còn làm theo ý hắn hơn nữa chiến quả còn cực kỳ hiền hách lúc này ở đây chỉ còn minh hoàng sống sót những người còn lại đã bị tàn sát hết toàn bộ trường hà run rẩy kịch liệt quá nhiều chủ nhân quy tắc đã ngã xuống. Phe Tô Vũ nhanh chóng tàn sát đám chủ nhân quy tắc mà không phải trả giá lớn, mà thật ra thì cái giá cũng không nhỏ, thân thể nhân hoàng bị thương thêm, võ hoàng từ nhị đẳng ngã xuống tam đẳng, tự bạo gậy trúc của nhân tổ, có điều đối với Tô Vũ mà nói. Mấy thứ này đều không quá quan trọng, quan trọng là mới khai chiến không lâu nhưng hắn đã đánh ra một chiến tích nhị thiên, chết không diệt 29. Sau khi đám người cuối cùng tuyệt vọng tự bạo, trên trường nơi đây có thể nói là sắp hạ màn, giờ phút này chỉ còn minh hoàng còn sống nơi xa đám cường giả vạn tộc ngây người trái tim chìm trong lạnh giá những cây này tới từ vạn giới ư bọn họ nhận ra không ít người kia giả mạo văn vương kia rốt cuộc là ai hắn không phải văn vương giờ khác này mọi người đều chắc chắn rằng đó không phải văn vương minh hoàng cũng vô cùng khiếp hãi đã chiến nhiều năm vạn tộc đã quen tổn thất quen với việc có người chết nhân tộc biết tự bạo vạn tộc cũng từng làm năm xưa khi nhân hoàng còn chưa trọng thương để đối phó với nhân hoàng Vạn tộc cũng có cường giả tự bạo đả thương địch thủ, nhưng từ khi Nhân hoàng bị thương, tồn tại với tình trạng hư ảnh, tự bạo quy mô lớn như vậy không còn nữa. Lúc này Minh hoàng có chút hoảng hốt, đại chiến mới vừa bắt đầu chưa đến 3 phút, cuộc chiến của cường giả chính là như vậy, hoặc là đánh mấy ngày, hoặc là quyết định thắng bại trong nháy mắt. Đối thủ có chiến lực tương đương thì đánh mấy ngày cũng không thể phân ra thắng bại, cuối cùng tổn thất sẽ cực nhỏ, cuộc chiến cường giả đánh càng lâu thì tổn thất càng nhỏ, đây mới là đại chiến bình thường. Đại chiến kết thúc trong khoảng thời gian ngắn thì chứng tỏ nhất định có một phương tan tác, nếu không bại tan tác thì chỉ là thử chiến, không thì không có trận chiến nào kết thúc nhanh như vậy. Sắc mặt Minh Hoàng hoàn toàn thay đổi, phiền toái rồi, những người đi cùng ông ta đã chết, những người khác đều kinh sợ, không ai dám tới đây. Kể cả đám cường giả vạn tộc vừa mới ngăn cản thân thể nhân hoàng cũng đang sợ tới mức lui về phía sau. Bọn họ không dám tiến lên, không dám tham chiến. Minh Hoàng biết mình đang ở trong thời khắc nguy hiểm nhất nếu đám cường giả phe địch tấn công thì mình nhất định sẽ chết nhất đẳng rất mạnh là tuyệt thế cường giả trong vạn giới nhưng gia hỏa giả mạo văn vương cũng có chiến lược nhất đẳng còn có chiến vương nhị đẳng đỉnh phong và hơn 30 vị cường giả chủ nhân quy tắc tông ta tuyệt đối không thể địch nổi minh hoàng đột nhiên giống lớn nếu ta chết trận một vị nhất đẳng chết đi vạn tộc chắc chắn sẽ bại mọi người đều hiểu ý ông ta ông ta đang cầu viện thân hoàng đang đối chiến với nhân hoàng quát lớn thả binh hoàng đi nếu chiến tiếp nhân hoàng chắc chắn sẽ chết minh hoàng là nhất đẳng nhưng lúc này quân tâm vạn tộc dao động mấy người thần hoàng biết vị cường giả này không thể chết được thần hoàng ra lệnh giết chúng ta vẫn chưa rơi vào hạ phong thân thể nhân hoàng bị thương biển ý chí dung chuyển giết nhân hoàng dù chết bao nhiêu người cũng đáng oanh rút lời trong tay lão xuất hiện một đại ấn hình như đó là đại ấn của thần tộc ấn bay ra trấn áp tứ từ phương từng luồng lực lượng thần thánh bùng nổ dung truyền thiên địa thần hoàng giết gào tiên hoàng đường giả chết ngươi muốn bại trận sao ngươi ra ánh mắt tiên hoàng vừa mới bị trọng thương biến ảo một trận ngay sau đó y đột nhiên gầm nhẹ một tiếng trong hư không một cây cây giống như cây sinh mệnh xuyên qua trường hà những cường giả vạn tộc bị thương cảm nhận được một cỗ lực lượng sinh mệnh mãnh liệt tràn vào trong cơ thể thương thế nhanh chóng khôi phục tiên hoàng tóc dài tung bay sắc mặt tráng bệch ho một tiếng phun ra một ngụm máu kim sắc y mặc cậy khẽ quát Dết. chỉ cần không chết ta chắc chắn sẽ cứu các ngươi giả vạn tộc vốn đang nhục trí lập tức khôi phục chút sĩ khí bọn họ giết vào lao đến đánh cho nhân tộc liên tiếp lùi lại dù tô vũ giết rất nhiều cường giả và có năm người phản bội thì vạn tộc vẫn nhiều cường giả hơn nhân tộc trong chớp mắt một tiếng nổ vang vọng thiên địa một cường giả nhân tộc bị 6 vị chủ nhân quy tắc giết chết thần hoàng phẫn nộ hét lên giết liều chết chiến một trận Đều hắn giết minh hoàng thì cũng sẽ không bỏ qua chúng ta chúng ta tổn thất quá lớn dù rút lui thì chiến cục sau này cũng sẽ bị áp ở hạ phong tới lúc này các cường giả vạn tộc không còn hy vọng vào hòa bình giả tạm nữa hiển nhiên nhân tộc sẽ không chờ đến khi trở về vạn giới mới quyết chiến lần tính kế này rõ ràng là để kết thúc trận chiến rồi trở về vạn giới trước sau khi nổi giận gầm lên thần hoàng đột nhiên bộc phát ra quang mang thần thánh vô cùng mãnh liệt tất cả vạn tộc bị quang mang bao trùm đột nhiên tinh thần chấn động sợ hãi trong lòng biến mất hết thần thánh ban phước thần hoàng dùng chưa thần thánh ban phước tiên hoàng khôi phục thương thế hai vị trí cường giả đều đã trả giá đắt để vạn tộc không tan tác bảo đảm trận chiến không lập tức tan giã nếu mất hết sĩ khí thì dù có nhiều người hơn cũng vô dụng phải chiến tiếp nếu tô vũ khôn thảm minh hoàng trở về thì phải huyết chiến đến cùng dù hy sinh một đổi một thì cũng phải suy si yếu lực lượng nhân tộc chương ba nhìn năm trăm linh tám thủ đoạn của minh hoàng tô vũ khẽ nhíu mày lần nào cũng vậy khi vạn tộc cường đại thì dễ đối phó nhưng một khi rơi vào hạ phong thì vạn tộc sẽ trở thành một đám gia hỏa điên cuồng và đoàn kết vạn tộc bất diệt Trinh chiến vô số năm tháng với nhân tộc không phải là không có lý do bọn họ cường đại thì nội chiến lọ yếu thì đoàn kết kỳ thật vạn tộc cũng giống nhân tộc vậy nên muốn diệt vạn tộc cực kỳ khó khăn giờ khác này nhân hoàng lạnh lùng quát giết tổ vũ giết minh hoàng bổn hoàng muốn thử xem bọn họ có thể chiến đến khi nào thần thánh không sợ vậy thì chiến thần hoàng cao giọng hô lực lượng đại đạo giật tán tăng phúc cho tất cả cường giả tầm một tiếng lại thêm một vị cường giả nhân tộc bị đánh chết vạn tộc khôi phục thương thế đầu thần thánh tăng phúc trở nên dũng mãnh vô song nhân hoàng quá lớn các ngươi quên mất ta đấy à trong lúc đang giao chiến với y mà hai kẻ này lại dám tiếp viện những người khác hiển nhiên bọn họ khinh thường thân thể y thương nặng biển ý chí bị thương không đủ sức ngăn cản hư ảnh nhân hoàng rung động y lầm lên một tiếng thân thể nhân hoàng chìm trong thời không trường hà đột nhiên xuyên qua hư không xuất hiện trước mặt nhân hoàng hư ảnh nhân hoàng dung nhập vào trong đó hóa ra không phải là y không thể chịu hoán thân thể đến gần mà là lúc trước y muốn phối hợp với kế hoạch của tô vũ khi thân thể và biển ý chí hắn dung hợp tô vũ khẽ biến sắc thần hoàng cũng nổi giận gầm lên ngươi thật sự muốn chết sao oanh tất cả mọi người nhận ra điều khác thường thân thể và biển ý chí nhân hoàng lúc trước tự loành thương thế thì có thể miễn cưỡng duy trì bây giờ hợp nhất lại dường như lại khiến thương thế tăng thêm có vẻ còn nặng gấp mấy lần thân thể y nhanh chóng suy sụp biển ý chí cũng trở nên ủi oải nhưng hợp nhất xong khi tức nhân hoàng trở nên cường hãn vô biên bộc phát ra quang mang vô cùng cường đại hắn cầm nhân hoàng ấn trong tay một ấn chấn áp thiên địa thần hoàng chưa kịp đánh trả thì đã bị đại ấn đánh võ thân thể thần hoàng nhanh chóng trốn chạy tiên hoàng vội vàng tránh lui ma hoàng ở lại bị đại ấn nện trúng đâu đầu trực tiếp võ ra giờ phút này nhân hoàng cường đại vô biên đũng mãnh vô song nhưng thân thể hắn đang nhanh chóng suy sụp ma hoàng giống to đầu gã mọc ra lã vội vàng trốn chạy điên rồi nhân hoàng nổi điên rồi hắn không muốn sống nữa sao nhân hoàng hừ một tiếng nhìn thân thể chính mình y cười lại đò chết tiệt ngươi nghĩ ta không làm gì được các ngươi chắc rút lời thân thể y đột nhiên bốc cháy ta nói rồi ta mà chết thì các ngươi cũng phải chết oanh y đột phá hư không xuất hiện trước mặt một vị chủ nhân quy tắc đại ấn bay ra đập kẻ này thành thịt nát thân ảnh hắn lóe lên lại xuất hiện trước mặt một vị cường già khác một trưởng đánh tan sát đối phương y đang thiêu đốt thân thể thân thể tổn hại quá nặng dù đã ổn dưỡng nhiều năm đại đạo bị thương chưa khỏi vừa rồi còn chịu một đợt uy lực tự bạo kỳ thật thân thể đã hoàn toàn vô dụng tới lúc này nhân hoàng khôn quan tâm có thể khôi phục được hay không nữa y muốn giết đến khi vạn tộc sợ thì thôi ánh mắt tô vũ khẽ biến hắn giận dữ hét to lại đây vây giết ông ta hắn không đi viện trợ nhân hoàng bọn họ phải vây giết minh hoàng trước cường giả nhất đẳng không dễ giết dù luyện giờ tô vũ đạt tới nhất đẳng nhưng cũng khó giết được minh hoàng mỗi một vị nhất đẳng đều cực kỳ khó đối phó cứ nhìn nhân hoàng là biết hắn không đuổi giết ba vị cường giả nhất đảng trọng thương bởi vì khó có thể thành công vậy thì không bằng giết vài tên chủ nhân quy tắc trước nơi xa ba vị cường giả chạy trốn lộ về ngương trọng tiên hoàng quát rút lui hắn chỉ đủ sức chiến một trận đợi thân thể hắn hủy diệt lại tái chiến không cần cứng đối cứng với nhân hoàng vào lúc này còn minh hoàng thì bọn họ không có cách nào công ta cách quá xa đi rất nhiều cường giả vây khốn khả năng minh hoàng có thể chạy trốn cực kỳ nhỏ các cường giả vạn tộc đều lùi lại nhân hoàng hô to ra lệnh đuổi giết. Nhưng lúc thân thể y còn chưa thiêu đốt hết, giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu đợi đến khi thân thể hoàn toàn suy tàn, ba vị cường giả quay lại tấn công thì y không còn biện pháp nào để ngăn cản. Lúc bấy giờ, nhân hoàng đã xem nhẹ sinh tử, Tô Vũ là kẻ âm hiểm, rất mạnh và cũng đủ tàn nhẫn. Nếu sau trận chiến này vạn tộc bị đánh tàn phế, dù y chết thật thì Tô Vũ vẫn có thể vánh vác thế cục. Y muốn khảo nghiệm Tô Vũ, kết quả lại phát hiện, mà nó, gia hỏa này rất giỏi, lại còn cực kỳ quyết đoán thậm chí nhân hoàng còn nghĩ rằng lão tử mà chết trận thật thì nhất định phải dung nhập thiên địa của mình vào trong thiên địa của Tô Vũ, trước khi chết. Như vậy chắc chắn gia hỏa này sẽ trở thành nhất đẳng, có thiên địa tăng thêm. Chỉ cần hắn canh giữ trên con đường này thì vạn tộc sẽ không dám trở về vạn giới, thiên địa của Tô Vũ đang khuếch trương tới đây, vạn tộc phải đi qua thiên địa của Tô Vũ thì mới có thể trở về vạn giới, như vậy thì sớm muộn gì cũng có thể tận diệt vạn tộc. Sau đủ loại tính toán, nhân hoàng bỗng phát hiện nếu mình không còn thì đã có Tô Vũ thay thế hắn quả là một nhân vật lợi hại nhân hoàng điên cuồng thiêu đốt thân thể để chiến y đang điên cuồng giết chết cường địch bên phía tô vũ hắn lạnh lùng hét to toàn bộ từ bỏ lực lượng lực lượng dung nhập thiên địa chấn áp ông ta đám người thông thiên không hề trần chờ tất cả dung nhập toàn bộ lực lượng đại đạo tô vũ biến ra vài sợi xiềng xích đại đạo lao đến bắt trói minh hoàng minh hoàng muốn chạy trốn nhưng lại phát hiện có hơn 30 lực lượng đại đạo bao trùm đến từ bốn phương tám hướng minh hoàng lộ vẻ tuyệt vọng ngươi giết ta thì thiên địa của ngươi cũng bị hủy ngươi ôn ảo tô vũ không thèm để ý vô số lực lượng đại đạo áp xuống minh hoàng rít gào âm khí bùng nổ ăn mòn vạn vật và vạn đạo minh thổ nhanh chóng khuếch trương ông ta muốn căng nứt thiên địa này nhưng sau khi liên tiếp chặt đất mấy cái đại đạo lực lượng đại đạo càng ngày càng mạnh ông lộ vẻ tuyệt vọng ta sắp chết sao không ta không muốn chết thời khắc này đường như minh hoàng nghĩ tới gì đó ánh mắt ông ta đột nhiên biến đổi giống to một tiếng a đồng quy vô tận với ngươi khí tức ông ta bành trướng tới tột đỉnh như muốn tự bạo tô vũ khẽ nhíu mày ông ta tự bạo thì sẽ rất phiền toái nhưng hắn đã có chuẩn bị ông ta muốn tự bạo thì tự bạo đi nhưng đúng vào lúc này một việc làm hắn ngoài ý muốn đã xảy ra minh hoàng nhìn quanh bốn phía bỗng nhiên ông ta lao về phía chiến vương chiến vương tái mặt ma nó đừng làm vậy ta sẽ bị nổ chết đấy sao ta lại xui xảo như vậy ông nhanh tròn trốn chạy nhất đảng tự bạo thì nhị đảng đỉnh phong như ông cũng sẽ bị nổ chết chạy trốn không mất mặt không chạy thì sẽ chết ông chạy rất nhanh ánh mắt minh hoàng lộ về dãy ruộng đây là hạ sách nếu muốn thoát thân thì ông ta phải làm vậy đối mặt với nhiều cường giả như vậy và bị thiên địa trấn áp ông ta chỉ có duy nhất một con đường sống tới cảnh giới của ông ta dù không khai thiên địa thì vẫn có chút hiểu biết thay chiến vương chạy trốn ông ta nhìn từ phương đám chủ nhân quy tắc đang dồn sức dung lực lượng đại đạo để trấn áp ông ta giờ phút này nguồn sức mạnh to lớn đang hội tụ trên người tô vũ ngay sau đó minh hoàng đã có quyết định ta không muốn chết dù có hại mình lợi người thì cũng phải làm vậy. Không có biện pháp nào khác, có lẽ biện pháp này cũng chẳng khác gì tự tìm đường chết nhưng còn tốt hơn là phải chết lúc này. Cùng chết đi. Đại đạo sụp đổ, tiếng ngầm giận dữ vang vọng thiên địa, Tô Vũ biến sắc, ông ta thật sự tự bạo, đám cường giả vạ tộc cũng đều là những kẻ tàn nhẫn, không hổ là cường giả chinh chiến, nhiều năm với phe nhân hoàng, bất quá. Rất nhanh, hắn bỗng nhận ra có điều kỳ quái, Minh Hoàng chặt đứt lực lượng đại đạo nhưng không đứt rãi toàn bộ, có cảm giác chỉ chật đức 90%, vẫn còn chút liên kết với đại đạo. Trong chớp mắt, một cỗ lực lượng âm tử vô cùng mạnh mẽ càn quét thiên địa của Tô Vũ, lực lượng cường hãn này không phá hủy mà là chủ động dung nhập vào thiên địa của Tô Vũ, lực lượng quá mạnh dung nhập khiến Tô Vũ không thể thừa nhận, đây là lực lượng của một tồn tại nhất đảo. hắn không thể không trấn áp, mạnh mẽ thu nạp cỗ lực lượng này, nhưng lực lượng quá mạnh khiến thiên địa của hắn rung động, kỳ tuyệt khuyết trương Trong lúc nhất thời, Tô Vũ không thể quan tâm đến những truy khác nữa, trong lúc hắn chấn áp lực lượng ánh mắt minh hoàng sáng ngời lão lập tức xuyên qua hư không tô vũ không thể ngăn cần trơ mắt nhìn lão già này chạy ra khỏi thiên địa của mình lúc này ông ta gầm lên tiên hoàng ngơi xa tiên hoàng khẽ biến sắc một cỗ sinh mệnh lực cường hãn dũng mãnh tràn vào trong cơ thể minh hoàng minh hoàng dùng cỗ lực lượng sinh mệnh cường đại để khuếch trương minh thổ trong chớp mắt minh thổ đã bao trùm tới địa bàn của đám người nhân hoàng tông một tiếng bản tôn ông ta xuất hiện trong đám cường giả vạn tộc đang trốn chạy nhân hoàng đánh ra một quyền theo bản năng minh thổ bị đánh nát minh hoàng lóe lên ông ta được đại đạo tiên hoàng tiếp dẫn trong nháy mắt đã đến bên cạnh tiên hoàng ông ta đã chạy thoát chương ba nghìn năm trăm linh chín nhân hoàng không thể chết nhân hoàng quay đầu lại nhìn về phía tô vũ t sao ngươi lại để ông ta chạy thoát rồi tô vũ cũng sợ ngươi người giờ phút này kiên địa của hắn không ngừng khuếch trương thực lực hắn nhanh chóng cường hóa hắn hà hốc miệng nhưng mãi không nói nên lời sao ta lại để ông ta chạy thoát được? Tên khốn này chủ động dung nhập hơn 90% lực lượng đại đạo vào thiên địa của ta khiến thiên địa quá tải lực lượng, vậy nên ta mới không thể ngăn cản. Ma nó. Tô Vũ sợ ngây người, hắn vừa có thêm một kiến thức mới, làm vậy chẳng khác vì dỗ ta ăn tới no xỉu. Biện pháp này quá trâu bò, nếu Minh Hoàng tự bạo hoặc liều chết phản kích thì Tô Vũ sẽ không sợ, từ chiến cũng chẳng sao. Cùng lắm thì thiên địa bị hao tổn. Nhưng 100% hắn có thể giết chết Minh Hoàng, nhưng trong tình huống chắc chắn phải chết như vậy mà ông ta lại nhét lực lượng cho hắn, minh hoàng, tô vũ lỏng bẩm, ta phục ngươi rồi, vì mạng sống, ngươi đã hại cả vạn tộc, tông ta chắc chắn biết rằng sau khi lực lượng đại đạo của ông ta dung nhập vào thiên địa của tô vũ thì hắn sẽ càng mạnh hơn, nhưng so với chết lúc này thì cứ để tô vũ cường đại thôi, ít nhất là ông ta vẫn còn cơ hội, người chết thì mới không còn cơ hội nào, tới lúc này, tô vũ thật sự bội phục lớp cường giả thế hệ trước, bọn họ có trí tuệ và nhiều thủ đoạn hơn vạn tộc vạn giới nếu bản thân tô vũ gặp phải tình huống vừa rồi thì hắn sẽ chẳng thể thoát được bởi vì hắn chưa từng suy xét đến việc dung nhập đại đạo vào thiên địa của người khác trợ giúp đối thủ mạnh hơn khiến kê đó không thể ngăn cản để cho mình chạy thoát nếu là những người khác thì đa số kết cục là sẽ chết nhưng Ninh hoàng đã chạy thoát đại đạo đứt dãy 90%. mươi ta trọng thương nhưng như vậy đã là tốt hơn tử vong rất nhiều trong vòng vây của hơn 30 vị chủ nhân quy tắc mà chạy thoát thành công chiến tích này tuyệt đối có thể lưu danh sử sách minh hoàng quả là nhân tài Tô Vũ tán thưởng. Trong lúc này, thiên địa của hắn vẫn đang không ngừng khuếch trương, thực lực của hắn đang mạnh thêm, trong thiên địa, một đại đạo đang nhanh chóng cường hóa, Ninh Hoàng chủ tu Minh Tử đạo, cùng loại với Tử đạo, 90% lực lượng đại đạo của cường giả nhất đẳng xuất cuộc là mạnh như thế nào. Cứ nhìn đại đạo nhanh chóng vượt qua tất cả những lực lượng đại đạo khác trong thiên địa của hắn thì biết, hiện giờ Tô Vũ có cảm giác đại đạo này có thể biến một người trở thành cường giả nhị đẳng, đây có lẽ là đại đạo nhị đẳng đầu tiên trong thiên địa của Tô Vũ, Tô Vũ không có đại đạo nhị đẳng Hắn rút ra vạn đạo chí nguyên mới, tầm mình đã tới nhị đẳng đỉnh phong tại đây. Nhưng hiện tại tô vũ cảm thấy sau khi tiêu hóa những lực lượng mới dung nhập kia, mình có thể phát huy ra chiến lực nhất đẳng trong thiên địa. Ở ngoài thiên địa thì cũng có thể phát huy ra chiến lực nhị đẳng trung thượng hoặc thậm chí là đỉnh phong. Giờ khác này, đám người vạn thiên thánh cũng cảm nhận được điều này, cả đám trợn mắt há hốc mồm. Quả là nhân tài, làm vậy cũng được ư? Đây là hành động kiếm lợi cho địch, để chạy trốn. Một vị cường giả nhất đẳng nghĩ ra biện pháp này quả là không dễ chút nào tông thiên hầu và đám y hỗn động long không dùng đạo trong thiên địa của tô vũ nên vẫn có chiến lực bọn họ cũng bị tình cảnh này làm cho sợ ngây người nên mới để minh hoàng chạy thoát nếu là ai thì cũng sẽ kinh ngạc như vậy thôi nơi xa chiến vương đang chạy trốn cũng sừng sốt sau đó ông điên cuồng chửi mắng mà nó ông ta dạo ta sợ phải chạy đi nếu không minh hoàng bị một cường giả nhị đẳng đỉnh phong như ta ngăn chặn thì chắc chắn sẽ trốn không thoát nhưng man nãy thái độ muốn tự bạo kéo ông chôn cùng của minh hoàng làm ông hoảng sợ không dám ở lại Lúc này ông hối hận muốn chết, ông đã sơ suất rồi. Chẳng trách Minh Hoàng lại cứ đuổi theo ông, ra là để ép ông chạy đi. Lúc này Tô Vũ đang tiêu hóa cỗ lực lượng cường đại kia, Minh Hoàng đã chạy thoát, người phe mình đều đang tiếp nhận lực lượng thiên địa. Thủ đoạn này của Minh Hoàng khiến người phe hắn muốn đuổi giết cũng khó, mọi người đều không tiêu hóa kịp, Tô Vũ quát lên. Đừng đuổi theo giặc cùng đường nếu đuổi theo thì sẽ xảy ra chuyện, lúc này nhân hoàng đã thiêu đốt hết thân thể, y giống to, đại ấn đánh chết một vị chủ nhân quy tắc, sau đó y quát lui lại đến thiên địa của tô vũ y hiệu lệnh cho mọi người rút lui không nên đuổi theo nếu không cẩn thận thì sẽ bị phần sát một khi thân thể y hoàn toàn hoảng mất không thể tiếp tục chấn nhiếp thì có lẽ vạn tộc sẽ phản kích đám người nhanh chóng rút lui đến trong phạm vi thiên địa của tô vũ cả đám cảm giác như đang nằm mơ đại chiến kết thúc rồi ư ừ. chỉ diễn ra trong thời gian ngắn như vậy thôi sao từ đầu đến cuối chưa đến 5 phút nhưng số cường giả chết trận lại vượt qua thương vong nhiều năm qua trong trận chiến này phe tô vũ đánh chết 29 vị chủ nhân quy tắc vạn tộc tự giết một cường già làm phản cộng lại là 30 người cuối cùng nhân hoàng nổi điên một trận đánh chết 5 vị chủ nhân quy tắc những người khác nổi giết cũng đánh chết hai vị chủ nhân quy tắc sau trận chiến bọn họ đã giết được tổng cộng 37 vị chủ nhân quy tắc của vạn tộc bốn vị cường giả cường giả vạn tộc làm phản đang đứng nơi xa không hề lúc nhích vậy là vạn tộc đã mất đi 41 vị cường giả 125 vị chủ nhân quy tắc vạn tộc chỉ có 84 vị chạy thoát bên phía nhân tộc phe tô vũ không tổn thất phe nhân hoàn lấy ít địch nhiều nên có bốn vị chủ nhân quy tắc bị giết vạn tộc cũng không phải đám ăn chay người đều bị giết khi tiên hoàng và thần hoàng tăng sức chữa thương cho tất cả mọi người phe nhân hoàng còn 48 vị chủ nhân quy tắc còn sống tổn thất không quá lớn tỷ lệ thương vong là 4, 41. vừa vặn có bốn vị cường giả vạn tộc làm phản vậy có thể tính là không có tổn thất đương nhiên người đã chết thì cũng đã chết nghi. nhưng trong lúc đại chiến mọi người không dành quan tâm vấn đề này cường giả dưới cấp bậc chủ nhân quy tắc hai phe đều tổn thất không nhỏ nhân tộc tổn thất nhiều hơn lúc trước có hơn 80 vị cường giả bọn họ đã chiến đấu cực kỳ kịch liệt trong trận chiến đột ngột này hơn 20 người đã chết chỉ còn lại khoảng 60 hầu thượng cổ đối phương ban đầu có gần trăm vị hầu thượng cổ nhiều hơn nhân tộc một ít lần này bọn họ tổn thất ít hơn nhân tộc chỉ có mười mấy vị chết đi tường giả dưới chủ nhân quy tắc trên lệch không lớn nhân tộc không nhằm vào kẻ yếu nên bọn họ tổn thất ít hơn và tộc còn gần 90 vị cường giả dưới chủ nhân quy tắc. Sau một trận chiến, cường giả hai phe tử thư không ít nhưng số lượng chủ nhân quy tắc tử vong của đối phương gấp 10 lần nhân tộc, khi đám người phe nhân hoàn an toàn lui về. Đang cao hứng phấn chấn, bỗng nhiên thân thể nhân hoàng hoàn toàn vỡ ra, thân thể cường đại dung nhập vào thiên địa của Tô Vũ, hư ảnh nhân hoàng hiện ra có xu thế tán loạn nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì không tư tán hoàn toàn. Nhân hoàng tỏ vẻ không để ý lắm, y buồn bực nói: "Chết tiệt, thân thể ta hỏng rồi mà chỉ đánh đám người thần hoàng trọng thương và đánh chết vài vị chủ nhân quy tắc còn không giết được nhiều người bằng ngươi tâm tình y rất không tốt thân thể hỏng mất biểu y chi tán loạn thì sao không phải ta vẫn còn sống ư không sao cả chỉ là hơi buồn bực mà thôi một nhân vật lợi hại như ta mà lại không giết nhiều người bằng ngươi thật khó chịu ti không xét đến việc phe mình phải nan chặn bao nhiêu cường giả đám cường giả thần hoàng đều mạnh hơn minh hoàng ti không để ý bởi vì y là nhân hoàng giải quyết đám cường giả đó là việc y nên làm nhưng sự tiêu sái của y lại không thể thay đổi không khí hiện trường giờ khác này cường giả phe tô vũ đều lùi về phía sau hắn đám cường giả dưới trướng nhân hoàng lộ vẻ bi thống vài vị chủ nhân quy tắc đã chết đây là chuyện bình thường khi đại quân giao chiến không có lần nào đánh giặc mà không chết người mọi người đã quen rồi nhưng thân thể nhân hoàng hoàn toàn sụp đổ đến biển ý chí cũng rung động kịch liệt có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào đây mới là chuyện khiến mọi người bi thương lãnh tụng mà chết tín ngưỡng tinh thần sẽ sụp đổ bọn họ không thể tưởng tượng nổi sau đó sẽ gặp phải chuyện gì tô vũ cũng lộ vẻ ngương trọng nhân hoàng bị thương quá nặng nếu không phải nhân hoàng rất cường đại thì e rằng đã tiêu tán trong thiên địa ti duy trì trạng huống như vậy nhiều năm kiên trì không chết bởi vì y không thể chết được y mà chết thì nhân tộc sẽ tan rã chương ba nghìn năm trăm người văn vương không bằng ta tô vũ giãn mày tỏ vẻ bình tĩnh cười nói nhân hoàng bệ hạ cũng rất lợi hại tuy chiến quả kén chúng ta một chút nhưng phe ngày phải chống lại nhiều cường giả hơn xem như hỏa đi nhân hoàng đáp sao lại nói vậy chẳng lẽ ta không thua nổi sao sau đó y bật cười nói không sai ta không thua nổi vậy tính làng năng tay đi có tô vũ mỉm cười hắn nhìn bốn phía nhìn về phía đám hãn tướng dưới trướng nhân hoàng quả thật bọn họ vô cùng dũng mãnh kế cục gần như là một đấu hai mà bọn họ không e ngại sợ hãi chút nào so với phe tô vũ những lão nhân này có khí tức hung hãn hơn Tô Vũ tác chiến thì thích chắc chắn rồi mới khai chiến, nhưng những người kia không có cơ hội như vậy, mỗi lần tác chiến đều liều chết chiến đấu, người sống sót đều rất dũng mãnh. Lúc này, bọn họ kiềm nén lòng bi thương, không đề cập tới vấn đề của Nhân Hoàng, tất cả đều nhìn về phía đám người Tô Vũ. Nhân Hoàng lên tiếng, đã quên giới thiệu với chư vị, Tô Vũ nhân chủ đời thứ 10, hơn 20 tuổi, hai thiên già, hiện tại đại khái là nhất đảng. Hắn đã bình định họa loạn vạn giới, chu sát phản nghịch nhân tộc, lùi cường giả vạn tộc tiến vào địa ngục môn đánh chiếm thượng giới vạn giới và tử linh giới vực nhất thống vạn giới lần này hắn mang theo thuộc hạ tới cứu viện chúng ta ha 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 mất mặt chưa chúng ta mà phải để tiểu bối tới cứu viện nhân hoàng cười sảng khoái không có chút vẻ bi thương nào ti giới thiệu về công hơn của tô vũ xong rồi lại nói tiếp mọi người cũng đã biết về hắn tinh nguyệt hỏi sinh là nhờ hắn hắn là một kẻ rất lợi hại lần này khai chiến cũng do hắn đề nghị hắn mới tới nhưng lúc vạn tộc chưa phát hiện thì đặt bẫy diệt vạn tộc một phen tiểu tử này giỏi lắm đấy ta chỉ nghĩ sẽ thả ba mươi vị cường giả qua để xem hắn có thể giết được bao nhiêu thế mà tiểu tử này xử lý gần hết tên lúc minh hoàng còn giúp hắn mở rộng thiên địa để trốn thoát ha 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 nhân hoàng tiếp tục tán dương rồi lắm ngươi ngụy trang thành văn lão nhịn mà khiến ta suýt nữa không nhận ra tiểu tử ngươi quả là người gian trá khổ khục là người có trí có mưu ta từng nghĩ nếu phai ngươi muốn giải quyết 30 vị chủ nhân quy tắc thì ít nhất phải tổn thất 20 người thế mà phe ngươi lại không tổn hao gì bản thân còn mạnh thêm một chút ta thật sự bội phục ngươi rồi tuy rằng ngươi yếu hơn ta một chút không dũng mãnh có thể một mình địch tam hoàng như ta như người làm sói thì chỉ có đũng mãnh là không đủ ta đủ mạnh nhưng đến bây giờ thân thể đã xong đời rồi nhân hoàng vẫn luôn thoải mái cười nói tô vũ bỗng mắt lời đừng rát vàng cho ta đám lão huynh đệ của ngài đều hiểu cả nếu ngài cảm thấy mình chết đi rồi bọn họ sẽ phục ta vì mấy câu nói này thì ngài nghĩ quá đơn giản giỏi đấy Biện pháp tốt nhất chính là sống sót, tồn tại thì mới có hy vọng nhân hoàng muốn vắt đường cho hắn như Tô Vũ không cần, Tô Vũ bình tĩnh nói, "Ta không cần ngài lót đường cho ta, ta cũng không muốn tiếp nhận đám thuộc hạ của ngài. Bọn họ theo ngài đã nhiều năm, chưa chắc đã hòa hợp được với ta, để bọn họ tiếp tục đi theo ngài thì tốt hơn. Chỉ là thân thể hỏng rồi mà thôi, ngài là nhân hoàng, không đến mức bị việc nhỏ như vậy đánh bại chứ việc nhỏ." Nhân hoàng chú sót trong lòng, "Đây không phải việc nhỏ, ngươi biết cái dáng nếu là việc nhỏ thì ta cần gì phải thế nếu ta có thể khôi phục thì ta còn chẳng thèm để ý đến tên nhóc nhà ngươi tô vũ nhíu mày không có gì về gớm cả chết rất nhẹ nhàng sống mới khó ngài đã khai thiên địa cùng lắm thì ngài dung nhập vào thiên địa làm linh đâu phải là ngài không biết về tồn tại như bánh nhân đậu và bánh hấp nếu ta là ngài chỉ cần có thể sống thì thân thể có quan trọng gì đừng đừng là nhân hoàng mà cần một người mới 22 tuổi như ta khuyên bảo sao coi nhân hoàng ngây người nhìn tô vũ bỗng nhiên y bật cười Tên nhóc nhà ngươi khi giáo huấn kẻ khác thực sự có vài phần khí độ của văn lão nhị đấy. Tô Vũ bình thản phản bác, ông ấy không bằng ta. Đừng so sánh ta với Văn Vương. Ít nhất thì ta không để lại rắc rối cho ai cả. Huynh đệ đi theo ta đều biết ta chỉ hãm hại địch nhân chứ không hại người một nhà. Ông ấy làm vậy để cứu muội muội nên ta có thể thông cảm. Nhưng trước khi đi ông ấy không thể diệt trừ mối họa. Riêng về điểm này thì ông ấy không bằng ta khẩu khí lớn thật. Nhân hoàng cười nói, văn lão nhị mà nghe được lời ngươi nói thì chắc sẽ không phục đâu. Tô Vũ nhếch miệng. Kế thì sao? Đâu phải là ta chưa từng gặp, lúc trước ta từng tiến vào Thiên môn một lần, gặp được Văn Vương và Võ Vương, ở trước mặt ông ấy ta nói rằng ông ấy hại người thì ông ấy làm được gì chứ? Ta nói sự thật, nếu ông ấy không thể thừa nhận sự thật này thì lại càng không xứng so sánh với ta, ta kế thừa bút đạo, xem như nữa truyền nhân của ông ấy, cũng có thể gọi là nửa truyền nhân của thời gian sư, quan hệ giữa ta, ông ấy và thời gian sư rất phức tạp, ta vừa bội phục ông ấy vừa không bội phục điểm này có vấn đề gì không hắn bội phục sự cường đại và tiêu xái của y như không thông cảm được việc năm xưa y để lại cục diện dối dám nếu ngài biết vạ tộc sẽ phản bội sau khi ngài đi thì nên giải quyết phiền toái trước chứ không phải cứ trực tiếp rời đi như vậy khiến nhân tộc và nhân hoàng gặp rắc rối võ vương võ vương là tên ngốc ngài biết mà trước khi đi thì ngài nên báo võ vương một tiếng bảo ông ta đừng chạy loạn mà chắc ngài không nói gì cả nên võ vương mới đi tìm ngài đây cũng là lỗi của ngài Vậy nên thái độ của Tô Vũ đối với Văn Vương là vừa bội phục vừa khó chịu. Nhân hoàng mỉm cười, có người phe nhân hoàng không phục nhìn về phía Tô Vũ, Văn Vương cũng là tín ngưỡng của mọi người. Tô Vũ hạ thấp Văn Vương khiến bọn họ không thoải mái. Tô Vũ biết bọn họ khó chịu, đây là chuyện bình thường, hắn không thân với những người này, còn Văn Vương thì là nhị ca đã cùng bọn họ chinh chiến chư thiên. Tô Vũ không đợi những người này mở miệng, hắn nhanh chóng nói. "Hơi, đừng nói đến Văn Vương nữa, nói nhiều cũng vô dụng." Hai người đó còn đang chờ chúng ta đi cứu bọn họ lấy. Không đợi được bọn họ tới cứu chúng ta đâu. Trương 3500 người một, không bằng số lẻ. Tô Vũ bình tĩnh tổng kết, trận chiến này xem như một chiến thắng nhỏ, chưa giết được cường giả nhất đảng nào, thực lực vạn tộc hao tổn nhưng giờ vẫn còn 84 vị chủ nhân quy tắc, hơn nữa lần này có nhiều chủ nhân quy tắc chết trận, trong đám thiên tôn còn sống có lẽ sẽ có người đột phá. Biết đâu không lâu nữa đối phương sẽ có 90 vị chủ nhân quy tắc, mà chúng ta thì sao? phe nhân hoàng chỉ còn 48 cường giả tô vũ lắc đâu, bên ta còn ít hơn, tính cả tinh nguyệt mà cũng chỉ có 37 vị nhân hoàng nhìn hắn, sau một lúc lâu người nói. Tinh nguyệt là muội muội ta đó là người của ta, tô vũ bật cười, làm sao vậy, sinh tử đại đạo tinh nguyệt đang nắm giữ là của ta, nàng sống lại được là nhờ ta. Nhân hoàng định cướp người của ta ư, hai đám người cộng lại chỉ có 85 vị cường giả, tức ra còn có 4 vị cường giả vạn tộc đang xấu hổ đứng ở phía xa, tính tất cả là có 89 vị chủ nhân quy tắc lần này nhân tộc có bốn vị cường giả chết trận, không biết có ai có thể đột phá hay không. Dù có người đột phá thì cũng chỉ là một vài người, như vậy số lượng cường giả sẽ duy trì cân bằng với phe vạn tộc, xét về chất lượng, nhân hoàng coi như phế, chưa chắc đã địch nổi cường giả phe kia, nhưng ít nhất chiến lược tổng thể đã không còn trên lực lớn như trước, vài vị cường giả nhất đảng phe vạn tộc cũng đang trọng thương, đặc biệt là minh hoàng, ông ta muốn khôi phục thì cũng không dễ dàng. Ba người thần hoàng cũng bị thương không nhẹ, Tô Vũ Đa trò chuyện cùng nhân hoàng, bỗng nhiên một người bên phía nhân hoàng khí tức cường hãn hung thần ác sát cảm khổng đao đứng ra nàng nhìn về phía võ hoàng lạnh lùng hô võ hoàng sắc mặt võ hoàng rất khó coi lão đã nhận ra người đó là ai lúc này có chính vị cường giả đều là nữ tướng đồng thời đứng ra trước võ hoàng tái mặt giờ lão chỉ là tam đẳng lão không thể đấu với cường giả nhất đẳng hay nhị đẳng những người này đều là gia quyến của thái sơn ư lão cắn răng sắc mặt rất tệ tô vũ bình tĩnh lên tiếng chuyện của nam nhân thì để nam nhân giải quyết nếu võ vương cần ra quyến giải quyết hộ thì ông ấy là phế vật dù rằng bản thân ông ấy vốn đã vô dụng rơi khốn kiếp trấn võ vương gầm lên ánh mắt tô vũ trở nên lạnh lùng làm càn võ vương liên lụi bao nhiêu người bản thân ông ấy biết các ngươi cũng biết vậy mà các ngươi dám làm càn trước mặt ta định không tha cho ngươi của ta sao nếu vậy dù nhân hoàng ở đây thì ta cũng chém ngươi tô vũ vô cùng uy nghiêm trấn võ vương hơi kinh sợ sắc mặt nàng khó coi lẩm bẩm một câu hừ một tiếng rồi lui về tô vũ nói tiếp tất cả đều ngừng nghỉ đi nhân hoàng đã trọng thương các ngươi muốn nhân hoàng và bản thân mình giống sốt thì yên phận cho ta ân oán giữa võ hoàng và võ vương thì để bọn họ tự giải quyết những người khác đừng có xen vào nếu không thì đừng trách tô vũ ta không nề mặt chư vị tiền bối tô vũ khí tức cường hãn uy hiếp tứ phương lão nghĩa đứng trên trường hà ta kính trọng nhân hoàng kính trọng chư vị nhưng ta là bá chủ trời đất này nếu ai cảm thấy mình ngang hàng với ta thì đi giết 30 vị chủ nhân quy tắc trước đi rồi hãng đến đây nói chuyện với ta mọi, ngươi đều yên lặng. Bây giờ bọn họ mới nhớ rằng tuy người này còn trẻ nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn. Trong đám người, Võ Hoàng cười nhai răng, ma ơi! Cảm giác hơi mất mặt nhưng cũng có chút sảng khoái. Vừa rồi ta còn tưởng rằng mấy bà điên kia sẽ hạ độc thủ với mình. Không ngờ tên điên tô vũ này lại quát một vị nhất đảo. khiến đối phương không thể không ngươi lại. Ở trước mặt nhân hoàng mà tô vũ vẫn bá đạo như thế, Trước kia lão cảm thấy thái độ của Tô Vũ khiến lão khó chịu, nhưng hôm nay lão bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ sung sướng. Nhân hoàng cũng khuyên giải, Trấn Võ Vương là người thẳng thắn bộc trực, chuyện của Thái Sơn thì để hắn tự giải quyết với Võ Hoàng đi, còn không biết hắn có về được không. Chúng ta không cần ầm vì chuyện này, bản thân ta cũng muốn đánh chết lão già Võ Hoàng kia, nhưng để tình trận chiến mới rồi lão Lập Công không nhỏ, ta tha cho lão Võ Hoàng ngượng ngùng, ta chọc gì đến ngươi mà ngươi muốn đánh chết ta, Tô Vũ không nhắc lại chuyện đó nữa hắn tươi cười chỉnh lý trường bào rồi lên tiếng, chỉ đùa chút thôi mà. Nếu chỉ đánh võ hoàng một trận thì ta không có ý kiến gì, ta cũng không thích lão. Nhưng từ từ đã, dù sao cũng phải đợi ta giúp lão khôi phục thực lực trước, ban nãy lão hy sinh thiên môn. Bạn đại đạo, ta không thể bỏ mặc được, ta là một người có nghĩa khí hắn tươi cười sán lặn, nhân hoàng cũng cười một tiếng, việc này coi như giải quyết xong. Hai phe cùng nhìn về đại lục vạn tộc, lúc này nơi đó khí tức tung hoành, vô cùng cẩn thận, tô vũ cất tiếng cười to vạn tộc phản nghịch bó tay chịu trói đi ta đã diệt trừ vạn tộc ở vạn giới rồi tuy nhiên ta vẫn để lại chút căn cơ cho các ngươi đừng ép ta hoàn toàn tiêu diệt vạn tộc tô vũ bá đạo quát lớn đa tạ minh hoàng nếu ngươi đầu phục ta thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng đa tạ đã trợ giúp ta thăng cấp nhất đảng phe vạn tộc yên lặng lát sau một tôn tại cường đại lên tiếng giọng nói lạnh nhạt tần chứa cơn tức giận truyền tới ngươi là người phương nào tô vũ hãy nhớ kỹ cái tên này đám người thiên cổ nghe thấy tên ta thì đều sợ tới mức run rẩy thần hoàng phi nghe được tên ta thì sẽ cảnh báo các ngươi không được trêu chọc đến ta trong cuộc chiến bình định vạn giới bọn họ giúp ta diệt sát cường địch Tư diệt quân phản nghịch sau đó đã đi vào địa ngục môn vì không muốn đối đầu với ta ta đoán rằng chắc bọn họ rất lo lắng cho các ngươi đấy bởi vì tô vũ ta đã tới đây bọn họ đi vào địa ngục môn ư giọng nói lộ về kinh hãi tô vũ cười lớn không sai bọn họ thay ta tra xét địa ngục môn nếu ngươi cảm thấy có thể chống lại ta thì cứ thử xen cuộc chiến này chỉ là tiểu thí như đao mà thôi trong vòng ba tháng ta chắc chắn sẽ bình định vạn tộc càn rỡ tiếng hét phẫn nộ truyền đến may cả phe nhân tộc cũng cảm thấy quái dị tiểu tử này nói khoác giỏi thật nhưng đám thuộc hạ của tô vũ lại vô cùng bình tĩnh thái độ như thể muốn nói rằng không cần đến ba tháng các ngươi sẽ bị bình định nhanh thôi biểu tình của mấy người này khiến kẻ khác rất chấn động hơn nữa có vài cường giả còn nhìn thấy người mình quen thuộc tuyết vương nhìn thấy nữ nhi của mình cung vương nhận ra hậu nhân mọi người đều chấn động, dường như những người thuộc phe tô vũ đều tin tưởng lời hắn nói giống như bọn họ cũng hết lòng tin tưởng nhân hoàng vậy. trong đám người thiên diệt cười khẩy ba tháng ư một tháng là nủ rồi đây cũng là một kẻ ngông cuồng nhân hoàng chỉ cười mà khôn nói. y truyền âm cho tô vũ, ta sắp không trụ được nữa rồi. tô vũ căng thẳng trong lòng nhưng mặt không đổi sắc. hắn truyền âm lại, không được thì cũng phải cố, không còn thực lực cũng không sao, chết rồi thì mới phiền toái. ngài không chết thì người của ngài sẽ không loạn. Có ngài ở đây thì có thể uy hiếp vạn tộc không dám lộn xộn hắn truyền âm tiếp, nhân hoàng liều mạng giết năm chủ nhân quy tắc rồi chết. Nếu ngài chết lúc này thì ta sẽ giúp ngài ghi lại sự tích ấy, nó sẽ được lưu giữ muôn đời trên lịch sử. Đường đường là nhân hoàng mà lại liều chết giết địch nhưng không bằng số lẻ của ta, nhân hoàng nở nụ cười cứng đờ, ngươi nghiêm túc đấy à, ta đùa làm gì. Nhân hoàng ngẫm nghĩ rồi vật đầu, tên nhóc trước mặt cũng theo hệ thích ghi hình, hắn nói muốn việc này lưu truyền muôn đời thì chắc chắn có thể làm được. Nếu vậy thì quá mất mặt, nhân hoàng thở dài, thiền âm nói ta thích danh không thích lợi ngươi đừng phá hỏng thanh danh của ta đường đường la nhân hoàng chiến một trận xong rồi chết mà chỉ giết được năm tên chủ nhân quy tắc rác rưởi việc này truyền ra thì mọi người sẽ nghĩ rằng danh khí của ta là giả dối không thể được việc ta đánh trọng thương ba vị trí cường giả chặn lại người vị chủ nhân quy tắc tự bạo thì sao ngươi không nói dường như tô vũ hiểu suy nghĩ của y hắn chỉ mỉm cười nướng vai ta không nói đấy không giết người thì không tính là chiến tích hai người nhìn nhau rồi đột nhiên bật cười trước ánh mắt khó hiểu của mọi người chung quanh đột nhiên bật cười mà không rõ nguyên do hai người này vừa nói gì mà vui vẻ như vậy chương ba nghìn năm trăm hai nhân hoàng thích lo chuyện bao đồng trận chiến này bùng nổ nhanh kết thúc cũng nhanh nhân tộc thu hoạch không nhỏ đặc biệt là tô vũ võ hoàng và minh hoàng nhất đảng đã dung đạo vào thiên địa tuy minh hoàng không dung toàn bộ đoạn đạo nhưng nhất đảng cảnh vốn rất cường đại hơn nữa đại chu vương là nhị đảng cũng dung đạo trong thiên địa tới lúc này tô vũ đã đạt tới nhất đảng trong thiên địa chính mình khi ở ngoài thiên địa hắn cũng có chiến lực tiếp cận nhị đẳng đỉnh phong nếu mượn lực quy thì tô vũ có thể miễn cưỡng đạt tới nhất đẳng ở bên ngoài quả nhiên chiến đấu mới là phương thức khiến con người ta tiến bộ nhanh nhất hiện giờ tô vũ còn chưa hoàn toàn hấp thu năng lượng giật tán và lực lượng quy tắc của đám chủ nhân quy tắc bị giết nếu hoàn toàn hấp thu thì có lẽ hắn sẽ lại tiến bộ thêm hơn nữa nhân hoàng đã dung nhập thân thể đã hồng của mình vào thiên địa của tô vũ tô vũ không để ý lắm nhưng thân thể thiêu đốt hầu như không còn của nhân hoàn cũng khiến thân thể đạo trong thiên địa mạnh hơn rất nhưng giờ khác này trong thiên địa có hai đại đạo mơ hồ đặt tới nhị đẳng đó là thân thể đạo và minh tử đại đạo tô vũ thích phương thức lấy chiến dưỡng chiến mỗi lần chiến đấu đều là một lần cơ duyên đối với hắn giờ phút này hắn đang ở trong thời kỳ tiến bộ còn ở trình độ nhân hoàng nếu muốn dùng chiến đấu để tăng lên thì sẽ rất khó tô vũ hàn huyên mấy câu với nhân hoàng chủ yếu hắn lo lắng nhân hoàng nghĩ rằng đã có người lãnh vác được trách nhiệm thì sẽ thả lỏng quyết tâm trong lòng tan đi rồi xong đời nhân hoàng bị thương quá nặng tô vũ có chút nghi hoặc truyền âm hỏi nhân hoàng bệ hạ biểu ý chí của ngài có thể địch được ba vị nhất đẳng năm xưa bệ hạ đã bị bọn họ đánh trọng thương à nhân hoàng cường đại như thế tam hoàng không dám liều mạng với y đúng không chẳng lẽ năm xưa có bảy tám vị cường giả đỉnh cấp vây công một mình nhân hoàng thấy tô vũ nhắc đến việc này nhân hoàng thổn thức giải thích có nhiều nhân tố xui xảo thế nào tất cả cùng đến một lúc lúc trước ta định đối phó tiên hoàng tránh để hắn gây phiền toái mãi cho chúng ta kết quả kỳ suy yếu do dung hợp tương lai thân đến tuy đã đoán trước được nó nhưng xui xảo ở chỗ khi ấy thiên môn đại loạn xảy ra một lần bạo động ta phải chấn áp thiên môn kết quả đám người thần hoàng đánh trọng thương thân thể ta hư ảnh thiên môn bị hủy khiến biển ý chí của ta bị thương nạo tô vũ ngây người người xu xui xẻo đến vậy ư hắn vội hỏi thiên môn bạo động sẽ ảnh hưởng tới chúng ta ư đúng nhân hoàng ngẫm nghĩ rồi giải thích cũng không hẳn chỉ là ta thích xen vào việc của người khác không muốn thiên môn mở ra vào lúc đó nên trần áp nếu mặc kệ thì vấn đề cũng không lớn tô vũ đã hiểu Nhân hoàng trọng thương là do y su sảo nhưng cũng bởi vì y quản quá nhiều, vừa muốn đối phó vạn tộc vừa muốn trấn áp thiên môn. Sau đó vừa vận kỳ suy yếu đến, lại không bị đánh chết đã là may mắn lắm rồi. Thiên môn bạo động, chẳng lẽ do lúc đó hai người văn vương xung đột với đối thủ gây ra? Có khả năng nhân hoàng cũng không chắc chắn. Ti lắc đầu, năm xưa ta có thể điều tra tình huống thông qua thiên môn nhưng hiện tại thì không được. Thời điểm hai người văn lão nhị mới rời đi không lâu, khi ta có thời gian thì có thể chăm sóc một chút. Hiện tại thì không quản nổi có vẻ năm xưa vị này đã tiếp xúc với nội bộ thiên môn, Tô Vũ bỗng hỏi: "Nhân hoàng bệ hạ, năm đó ngài bị Võ Vương hại hay Văn Vương gặp phải nguy cơ trong thiên môn nên ngài tự đưa Võ Vương vào?" Nhân hoàng ho nhẹ một tiếng: "Không thể nào, ta bị hai người văn lão nhị hại mà ha hả. Lúc này Tô Vũ đột nhiên có vài suy đoán, "Võ Vương biết Văn Vương rời đi, biết tiến vào thiên môn như thế nào, còn tìm được Văn Vương, Võ Vương thật sự có thể làm được như vậy ư? Khả năng rất thấp đúng không?" Có lẽ Nhân hoàng đã cảm nhận được gì đó, nhận ra Văn Vương gặp nguy cơ nên cố ý phái Võ Vương, hơn nữa chưa chắc Võ Vương đã biết việc này, từ một vài truyền thuyết có thể nhìn ra Văn Vương và Nhân hoàng đều là người đồng minh, tính toán không bỏ sót. Có lẽ sự việc của Võ Vương không phải là biến cố bất ngờ mà là kế hoạch của Nhân hoàng, khi Võ Vương rời đi gây ra động tĩnh lớn có lẽ cũng vì Nhân hoàng có mục đích nào đó. Lúc trước hắn nói mình đuổi cường giả vạn tộc vào thời không trường hà để mượn lực lượng bọn họ trấn áp Tam môn, nếu Võ Vương không rời đi, khi ấy vạn tộc dám tạo phản không? nếu không tạo phản nhân hoàng có lý do gì để ép tất cả bọn họ tiến vào thời không trường hà chỉ có lúc ấy mới là cơ hội thích hợp nhất tới lúc này tô vũ mơ hồ nhìn ra được một chút chân tướng có lẽ thượng cổ chỉ biến vốn là một kế hoạch của nhân hoàng mục tiêu là chấn áp tam môn phòng ngừa tam môn đột nhiên mở ra cũng có thể là muốn cứu viện văn vương tất cả đều do nhân hoàng chủ động cũng đúng nếu không chủ động thì y không có biện pháp mang đi tất cả cường giả thượng cổ tô vũ lắc đầu truyền âm nói võ vương chuyên môn gánh tội thay các ngài các ngài không biết xấu hổ à nhân hoàng ho nhẹ một tiếng ta chỉ tiết lộ cho hắn biết hắn có quyền được biết mà đúng không tiểu tử ngươi quá thông minh thời kỳ đó quả thật văn lão nhị đã vấp phải nguy cơ không nhỏ thái sơn không đi cứu viện thì có lẽ văn lão nhị sẽ không chịu đựng nổi ta không rời đi được không còn biện pháp nào khác chỉ có thể đưa thái sơn đến chỉ viện võ vương mạnh lắm hà lúc hắn đi đã là hai mươi đạo nhân hoàng giải thích tới nhất đảng muốn tăng một đạo lực lượng cũng rất khó khăn thực lực hắn không yếu có thể đến làm tay sai cho văn lão nhị ngày không lo cho chính mình ư nhân hoàng mỉm cười ngươi nghĩ ta yếu lắm chắc chỉ là thời vận của ta không tốt mà thôi kỳ di si yếu đến trước thời hạn hẳn là có liên quan đến việc thiên môn dao động xui xẻo đến mức ấy thì ta cũng đành chịu nếu không thì năm xưa y đã không bị trọng thương vậy thì y chắc chắn có thể tiếp tục chấn áp vạn tộc phải biết rằng dù y bị trọng thương thì vạn tộc cũng không dám tùy tiện hành động thời vận không tốt tô vũ ngẫm nghĩ rồi hỏi có phải bị kẻ nào tính kế hay không có khả năng nhân hoàng không kinh ngạc chút nào văn ngọc xảy ra chuyện văn lão nhị đi cứu ngươi kỳ suy yếu của ta đến trước thiên môn bạo động mọi chuyện đều liên quan đến nhau nguyên nhân cũng đơn giản thôi đó là tam môn muốn mở ra có kẻ lo lắng ta trấn áp tam môn không cho mở ra nên động tay động chân y bỗng nhiên có chút kiêu ngạo có ta ở đây tam môn không thể mở ra được mở ra lúc nào là đo ta quyết định có lẽ khó cường giả trong tam môn cảm nhận được nên đã tính kế văn ngọc mục đích cuối cùng vẫn là muốn ta mở tam môn kết quả lão tử cố tình không cho bọn họ được như ý Trấn áp bọn họ thêm 10 vạn năm nếu không có lẽ tam môn đã bị mở ra từ 10 vạn năm trước tô vũ suy xét tiền căn hậu quả cuối cùng hắn cười nói nhân hoàng bệ hạ nhiều thủ đoạn thật nhưng lo quá nhiều chuyện bao đồng nhân hoàng không phục đâu phải chuyện bao đồng làm hoàng giả của chư thiên có kê ngoại lai muốn tới địa bàn của ngươi thì ngươi có ngăn cản không tô vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu đám người kia muốn lảnh vào lãnh địa của ngươi ngươi có đánh chết bọn họ hay không tô vũ lại lật đầu bọn người kia không được tiến vào muốn vào thì cũng phải chờ ta đánh chết toàn bộ kẻ địch thì mới được vào nếu có kẻ âm thầm tiến vào thì ta có nên quản hay không tô vũ ngưỡng nghĩ rồi lại gật đầu lần nữa nhân hoàng cạn lời hỏi gì ngươi cũng gật đầu mà lại bảo ta lo chuyện bao đồng sao ta thích lo chuyện bao đồng đấy nhưng việc này cần phải xen vào đây là hành động khiêu khích uy nghiêm hoàng giả trí cao vô thượng ta không đánh chết bọn họ được chắc lúc này Tô Vũ hoàn toàn tán thành lời y nói. Cũng đúng thôi. Địa bàn của ta do ta làm chủ, tam môn mở hay không cũng do ta định đoạt. Lúc ấy nhân hoàng có tâm thái giống như Tô Vũ, muốn mở cũng được thôi nhưng ngươi không thể âm thầm mở ra, ta còn chưa chuẩn bị xong để đánh chết toàn bộ các ngươi. Ngươi vụng trộm mở ra không phải là muốn đối nghịch với ta sao? Tô Vũ hiểu tâm tư y, trong xương cốt y vẫn gần giấu sự bá đạo, chỉ là bình thường vị này chỉ làm không nói. Do người ta cảm giác là người thành thật, nét thì có vẻ như người sau tam môn đang tính kế y trên thực tế là y kiên quyết muốn ngăn chặn tam môn không cho cường giả bên trong thoát ra đối phương bất đắc dĩ chỉ có thể đối phó với vị nhân hoàng này thôi được rồi cường giả trong tam môn quả thật rất thiếu đánh tô vũ gật đầu ta cho ngươi ra thì ngươi mới có thể ra sao lại tự muốn ra làm gì vậy nên bọn họ bị ngăn cản nhưng có vẻ nhân hoàng mới là người bị xử lý nhân hoàng không vui tuy nói vậy không sai nhưng nghe vẫn rất khó chịu Chương tam môn thần bí tô vũ ngẫm nghĩ rồi lại hỏi vạn tộc có biết về tam môn không nhân hoàng cười đáp có lẽ là biết một chút nhưng chỉ giới hạn trong vài người bọn họ đối kháng với chúng ta nhiều năm như vậy có lẽ cũng là do cường giả trong tam môn ảnh hưởng ví dụ như đám tồn tại sáng lập biên giới trong thời đại khai thiên cho nên một số cường giả vạn tộc cũng biết vì sao phải đối kháng với nhân tộc cũng biết mục tiêu của nhân hoàng bọn họ biết mà còn dám xen vào ư bọn họ không yếu vì sao không dám sen vào nhân hoàng không còn gì để nói ngươi gen thường vạn tộc lắm đúng không ngươi ta cũng rất lợi hại đấy tô vũ bật cười nhân hoàng cũng cười nhân hoàng lại hỏi ngươi cầu kích với tồn tại trong thiên môn đúng không đúng nhân hoàng biết quy không uy nhân hoàng ngẫm nghĩ rồi lắc đầu không biết chắc là tiểu nhân vật ta không thân với tiểu nhân vật tô vũ không biết phải nói gì hơn dù sao cũng là một vị nhất đảng vậy mà nhân hoàng lại nói là tiểu nhân vật thật kiêu ngạo có điều tô vũ ngẫm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu tán đồng cũng đúng có lẽ quy chỉ vừa mới đột phá nhất đẳng lúc trước chỉ là nhị đẳng đối với nhân hoàng ở thời kỳ đỉnh cao nếu y khai thiên thành công một tồn tại nhị đẳng cổ xưa quả thật không đáng coi trọng thậm chí không cần để ý nhân hoàng không để ý lắm chỉ nhắc nhiều tô vũ đường sơ xuất lực lượng đối phương duy trì quá lâu có khả năng bản tôn thoát khỏi hư môn giáng lâm vạn giới mà nếu không mạnh thì không cần để ý y bổ sung muốn câu cá thì đừng câu lung tung hãy câu cá lớn quá yếu thì không có lời nếu ngươi giết chết kẻ liên tiếp với ngươi qua thiên môn thì khó tiếp dẫn được kẻ khác nữa. nếu ta là ngươi, kẻ kia không mạnh thì có thể tìm cơ hội đi ngược vào, tìm cơ hội tìm hiểu về thiên môn. ánh mắt tô vũ khẽ dao động. tô vũ nhìn nhân hoàng, nhân hoàng bệ hạ tiến vào thiên môn chưa? nhân hoàng lắc đầu rồi lại vật đầu, từng dùng ý chí tra xét một lần nhưng không thâm nhập, bị một vị cường giả trong thiên môn phát hiện rồi đuổi ta ra. mà nó, lúc đó chỉ có ý chí lực của ta thẩm thấu vào thiên môn không thì ta đã đánh chết tên khốn kia rồi nhân hoàng từng thử tra xét với loại người như y hiểu rõ về địch nhân mới là biện pháp tốt nhất ti muốn chấn tam môn thì đương nhiên phải có chút hiểu biết về tam môn đặc biệt là thiên môn tồn tại trong thiên môn muốn đưa thám tử vào vạn giới để tìm hiểu tình báo tương tự nhân hoàng cũng có ý tưởng này nói thật ra văn vương và võ vương cũng coi như là thám tử thăm dò thiên môn tô vũ nở nụ cười nhất người thực thiết tộc ta kỳ của võ vương hoàng giả hồng tộc thế hệ trước đâu rồi nhân hoàng có an bài khác rồi ư ừ. hắn không thấy mấy vị này bên phía nhân tộc bên vạn tộc cũng không có bọn họ nhân hoàng nở nụ cười bọn họ không đến đây cùng chúng ta ngươi không biết sao tô vũ ngây người ta biết cái dám không đến đây với các ngài là sao ta xếp mấy vị kia vào trong địa môn không biết đã chết hay chưa nhân hoàng lắc đầu thở dài tô vũ giật mình sau một lúc lâu mới lên tiếng khi đó ngài gặp nguy hiểm như thế mà vẫn an bài bọn họ vào trong địa môn ngài không sợ chết à nhân hoàng giải thích ban đầu thế cục không quá tệ khi đó tam môn dung chuyển mục tiêu hàng đầu của ta là trấn tam môn ta không tìm thấy nhân môn thiên môn có hai người văn lão nhị địa môn ở địa bàn của chúng ta nên ta phải xếp ngươi đi vào nhân tộc không thích hợp thực thiết tộc vốn là hỗn động cổ tộc đi vào rồi nếu không dùng đạo vạn giới thì có thể ngụy trang thành hỗn động cổ tộc nghe y giải thích vài câu tô vũ càng thêm bội phục hóa ra đám nhất người không cùng đến đây mà là tiến vào địa môn bọn họ đã chết chưa tô vũ biết nhất người chưa chết vậy tức là nhân hoàng đã có an bài trong hai cánh cửa không mưu mà hợp với tô vũ lúc trước hắn cũng muốn xếp người tiến vào địa môn nhưng khi đó cần dùng người nên hắn đành từ bỏ xem ra nhân hoàng tính toán rất chu toàn bất quá y đánh giá chính mình quá cao cũng không suy xét đến yếu tố vạn tộc hóa ra mấy người nhất nguyệt đều đã vào trong địa mục môn bảo sao lại không nhìn thấy bọn họ tô vũ còn tưởng rằng bọn họ đang ẩn núp trong phe vạn tộc nhân hoàng thấy hắn trầm tư thì nói tiếp con muốn biết gì nữa không có vài hậu chiêu có lẽ bản thân ta đã quên Ngươi không hỏi thì ta cũng không nhớ ra được. Ngươi muốn biết gì nữa, Tô Vũ là người mới, tuy biết nhiều như vẫn còn kém sai như nhân hoàng. Đương nhiên là Tô Vũ có điều nghỉ hoặc, hắn lập tức hỏi. Đại đạo của nhân hoàng không thể độc lập vận hành sao? Thực ra không phải đại đạo, là thiên địa Tô Vũ bổ sung. Lo rằng nhân hoàng nghe không hiểu, nhân hoàng không thèm để tâm. Đương nhiên là y hiểu, đi lập tức giải thích. Nó không hoàn thiện như không phải là không thể độc lập, chỉ là lúc trước ý định của ta không giống ngươi ta muốn mượn thời không trường hà để nhanh chóng hoàn thiện đại đạo của mình trước hơn nữa lúc đó khuyết thiếu bảo vật gia cố căn cơ nên trực tiếp sáng lập ở thời không trường hài như vậy đại đạo có thể nhanh chóng trở nên cường đại nhưng cũng có rất nhiều bất lợi thứ nhất là không thể dễ dàng di chuyển thứ hai là sẽ bị trường hà quấy nhiễu thứ ba tạm thời không thể trở thành hệ thống độc lập tức là thiên địa độc lập tô vũ trợn trắng mắt vậy không phải là không hoàn thiện ư lý do một đống tích lại vẫn là thiên địa của nhân hoàng không hoàn thiện thiên địa của tô vũ đã tạo thành vòng kín nhân hoàng thì không thể nhân hoàng ho nhẹ một tiếng nói trực tiếp như vậy làm gì hơn nữa lúc ấy thiên địa chỉ là phụ trợ đại đạo của y vẫn nắm vai trò chủ yếu y định chờ thiên địa trở nên cường đại rồi mới dung đạo vào trong đó như vậy thì sẽ không có thời kỳ lực lượng trống rỗng tức là y không chờ được cho đến lúc đó hai người hàn huyên vài câu nhân hoàng thấy người hai phe vẫn đứng nguyên đội mũ thì cười nói Đừng đứng đó trong phe tô vũ có không ít người quen tuyết vương nếu như ngươi ở đó kìa các ngươi tâm sự đi. Trong thời gian ngắn vạn tộc sẽ không dám làm gì đâu, không phải là ta còn chưa chết à. Cả đám đau buồn lo lắng cái gì, y đang tâm tình cùng Tô Vũ, mọi người không hé răng quan sát, nhân hoàng nghĩ đầu tiên phải xúc tiến quan hệ hai bên đã, sắp tới mọi người còn phải nhất trí đối địch. Nghe y nói vậy, mọi người nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật mấy người Tuyết vương đã nóng vội lắm rồi, nhưng thủ lĩnh hai bên chưa nói gì nên mọi người không dám tự tiện hàn huyên. Tuyết Vương nhanh chóng đi thẳng đến chỗ nữ nhi, Tuyết Lan cũng kích động, nàng đã muốn trò chuyện cùng mẫu thân từ lâu có lẽ đối với đám người tiết vương mà nói thì thời gian mới trôi qua chưa được bao lâu nhưng đối với cường giả ở vạn giới thì mười vạn năm đã đi qua thời gian quá xa xăm chương ba nghìn năm trăm mười bốn lựa chọn gian nan tô vũ nhìn mọi người không khỏi bật cười một tiếng phe mình có không ít cường giả thượng cổ anh vũ nam khê trấn nam võ cực những người này đều là cường giả thượng cổ có vài vị thủ lĩnh năm xưa vẫn còn sống cũng có vài vị nhân vương đã chết trận từ lâu lúc này nhân hoàng giới thiệu đám cường giả cho tô vũ bên ta cường giả nhất đẳng có minh vương trấn võ vương đạo lữ minh vương ngươi gọi minh vương phi là được tạm thời chỉ có ba vị này đạt tới nhất đẳng chiến vương cũng sắp rồi tô vũ khẽ gật đầu chỉ có ba vị không nhiều lắm phe vạn tộc có tiên hoàng ma hoàng thần hoàng long hoàng phượng hoàng minh hoàng hình như linh hoàng cũng là nhất đẳng có cảm giác vài vị chỉ mới vừa đột phá nhưng tổng kết lại thì có tới bảy người nhân hoàng nói tiếp Kỳ thật trước đó cũng có người sắp đến nhất đảng nhưng sau đó đã chết trận, vấn đề giữa Võ Vương và Võ Hoàng để tự bọn họ giải quyết đi. Có lẽ Võ Hoàng chưa tới được thiên môn thì đã chết, có lẽ hai người còn chưa kịp gặp mặt mà đã chết cả, vậy càng không cần phải xen vào, trấn Võ Vương là người ngay thẳng, ăn mềm không ăn cứng, không cần để ý tới, nhưng nàng cũng là người nhẹ dạ dễ dỗ, không thì Thái Sơn tìm một đống đạo lữ như vậy đã bị đánh chết từ lâu rồi. Tuy Thái Sơn khạo nhưng thủ đoạn dỗ đạo lữ lại không tệ tô vũ cạn lời. Ngài nói vậy với ta làm gì? Tô Vũ không để ý chuyện này, hiện giờ hắn còn đang nghĩ đến những gì mình vừa thu hoạch được. Hắn nói, không nói việc này nữa. Việc cấp bách là làm sao để nhân hoàng khôi phục mới đúng ta hai nhân hoàng thở dài. Nếu ta có thể khôi phục thì đã khôi phục từ lâu rồi, cần gì phải chờ đến bây giờ. Hơn nữa hiện tại thương thế còn nặng hơn, còn biện pháp dung nhập thiên địa hoặc dung nhập đại đạo, trở thành đại đạo chỉ linh mà ngươi nói. Nhân hoàng chần chờ một chút mới lên tiếng, có lẽ đó là biện pháp bảo mệnh tốt nhưng khó khăn rất lớn, bởi vì thiên địa và đại đạo của ta đều rất cường đại, chưa chắc ta đã có thể hóa thành linh. Chuyện này rất nguy hiểm, làm không tốt thì sẽ đạo hủy nhân vong, nếu thế thì thà để lại chúng tạo phúc cho đời sau, chẳng hạn như nhân hoàng đạo của ta có thể tìm người kế thừa, dù không bằng ta thì vẫn có hy vọng trở thành nhất đẳng. Tìm người kế thừa thiên địa của ta thì có lẽ vạn giới sẽ lại có thêm một vị nhất đẳng nữa, suy nghĩ của y rất đơn giản. Thất bại thì sẽ chẳng còn gì, vậy không bằng tận dụng tài nguyên, biết đâu lại tạo ra được hai vị cường giả nhất đẳng. Đại đạo của y cái y gọi là Nhân Hoàng đạo và cả thiên địa của y nếu không dung nhập vào Tô Vũ thì tìm người kế thừa, dù thiên địa không dễ dịch chuyển, nhưng đối phương sẽ có lực lượng nhất đẳng ở vạn giới, nhưng nếu y hóa linh thất bại, vậy thì đại đạo sẽ hỏng mất. Ty cũng không thể tìm được người kế thừa đại đạo, từ trước đến nay ta chỉ tin tưởng chính mình Tô Vũ như Nhân Hoàng, chẳng lẽ Nhân Hoàng bệ hạ không giống ta, này luôn ký thác hy vọng vào người khác sao? Nhân Hoàng trầm mặc, đây là một lựa chọn gian nan, y biết Tô Vũ hy vọng mình sống sót nhưng giờ phút này nhân hoàng vẫn cười nói ngươi nghĩ kỹ đi nếu ta chết ta sẽ an bài mọi việc trước đám người minh vương đều đã thấy chiến tích của ngươi có lẽ bọn họ sẽ nghe lời ngươi ngươi không cần tranh đoạt cùng ta ngươi như ngươi có lẽ không muốn đứng dưới kẻ khác nhưng khi ta còn ở đây thì ngươi đừng hòng khống chế đám người minh vương tô vũ cười nhạo a à, không cần con ngươi quá cuồng ngạo nhân hoàng không biết nói gì hơn phe ta có ba vị nhất đảng bên ngươi còn chẳng có nhị đảng ngươi cùng cái gì giải quyết vạn tộc trước rồi tính tô vũ chuyển qua vấn đề khác tuy lần này vạn tộc tổn thất không nhỏ nhưng chiến lược nhất đảng gần như không tổn hao gì chỉ có minh hoàng bị thương nặng vai vị khác đều bình thường rất khó đánh hạ vạn tộc nhân hoàng gật đâu rất khó đặc biệt là tình trạng hiện tại của ta như vậy dù ngươi có chiến lược nhất đẳng thì chúng ta cũng chỉ có bốn người 4 đánh 7, nhưng cấp bậc khác chiến lược tương đương thế lực ngang nhau thậm chí chúng ta kém hơn một chút nếu đánh thắng thì kết cục cũng là lưỡng bại câu thương không nên chiến trận chiến có kết cục như vậy nếu không được thì chớ đi hoặc là hiện tại chủ động trở về vạn giới từ bỏ việc phong tỏa chuẩn bị đối phó trạng huống có thể xảy ra sau khi tam môn khai mở tạm thời chung sống hòa bình cùng vạn tộc y lại tối còn nữa trước đây vạn tộc nguyện ý chờ đợi hiện tại chiến lược chúng ta tăng lên đối phương chưa chắc đã muốn từ chiến đến cùng có lẽ có thể bàn chuyện liên minh tô vũ lắc đầu liên minh có quá nhiều bất lợi còn phải đề phòng bọn họ phản bội bất cứ lúc nào dù liên minh thì cũng không phải bây giờ phải đánh bọn họ tàn phế trước, ví dụ như diệt sát một nửa thế lực của bọn họ, số còn lại phải làm chó săn cho chúng ta, hiện tại hợp tác thì chẳng khác gì dưỡng hổ thành hoạn, không thể được nhân hoàng nhìn thẳng vào Tô Vũ. Tiểu tử này thật sự rất bá đạo, ngươi nghĩ kỹ đi, hiện tại rất khó đánh bọn họ tàn phế không phải là nhân hoàng không hiểu, vấn đề là dù bây giờ Tô Vũ đã tới nhất đẳng thì có thể làm được gì, đối phương quá mạnh, may mà vạn tộc không đồng lòng, nếu tổn thất hơn người vị chủ nhân quy tắc mà bọn họ không hề sợ hãi, lại còn biết hiện giờ nhân hoàng đã phế đi đối phương thống nhất ý chí và có đã tâm thì nên nhân lúc này chủ động tấn công tô vũ trầm tư lần này hắn thu hoạch rất lớn bản thân tiến vào nhất đẳng ở ngoài thiên địa và không mượn lực thì đại khái có 15 đạo lực lượng nếu mượn lực thì sẽ đến 16 đạo trong thiên địa tô vũ có thể phát huy ra ít nhất 17 hay thậm chí 18 đạo lực lượng nhưng thực lực như vậy cùng lắm chỉ đối phó được với một vị cường giả nhất đẳng quả thật nhân hoàng nói không sai bây giờ muốn đối phó với vạn tộc sẽ rất khó khăn chỉ có thể từ chiến muốn dùng thủ đoạn cũ để suy yếu vạn tộc lần nữa gần như là bất khả chi tô vũ lên tiếng nhân hoàng bệ hạ nên sớm khôi phục đi đủ không còn thực lực như hiện tại nhưng đối phó được với một hai vị nhất đẳng là được rồi còn ta thì mục tiêu chủ yếu vẫn là khuếch trương thiên địa hoàn thiện đại đạo hoàn thiện như thế nào tô vũ trầm tư một lát rồi lại nói nhân hoàng bệ hạ biết nhiều về thiên môn ngài cảm thấy ta có hy vọng tiến vào trong thiên môn để cường hóa sau đó đánh trả vạn tộc giết vạn tộc để chính mình mạnh hơn, cuối cùng đi đối phó tam môn không. trong thiên môn, nhân hoàng trầm tư, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. có lẽ có biện pháp nhưng hiện tại ngươi chưa đủ cường đại, phải nghĩ cách tìm được thiên địa của văn lão nhị, xem xem có thể mở ra hương ảnh thiên môn hay không. sau đó bàn bạc với văn lão nhị để tìm biện pháp. hắn hiểu biết rất rõ về thiên môn tô vũ ngạc nhiên, thiên địa ư? văn vương không mang thiên địa đi ư? vớ vẩn nhân hoàng lắc đầu, thiên địa không thể di chuyển dễ dàng, cả ngươi cũng vậy nếu ngươi có thể dễ dàng di chuyển thì sao không dịch chuyển đến bên này chương ba nghìn đồng cảm với văn vương tô vũ nở nụ cười ý vị thân trưởng. bệ hạ cho rằng thiên địa của ta không thể truyền đi sao chỉ là ta không muốn di chuyển nó mà thôi hả nhân hoàng cả kinh tô vũ cười tùng tỉm nếu muốn thì ta có thể dịch chuyển được nó ta dùng nhân chủ ấn làm cơ sở nhưng chưa có điểm kết nếu tìm được một kiện trí bảo làm điểm kết hoặc là sức khuất nối thành vòng kín để lực lượng trở lại nhân chủ ấn ta chỉ cần mang theo nhân chủ ấn là được Thậm chí dung nhập nhân chủ ấn vào văn minh trí của ta. Văn minh trí là bảo vật chứng đạo của ta. Khi đó, ta chính là thiên địa không phải là không có biện pháp chuyển đi. Nhưng làm vậy thì sẽ tổn hại căn cơ nên Tô Vũ không muốn làm vậy. Tuy nhiên, từ lời nói của nhân hoàng thơ thấy bọn họ không thể dễ dàng mang theo. Tô Vũ lộ vẻ cổ quái. Thiên địa của các ngài đều không hoàn thiện. Vì sao lại như thế? Có nhân hoàng câm mín. Không phải không hoàn thiện mà là chúng ta khai đạo ít. Tính bình vững hơi kém nhưng khai đạo nhiều thì cũng có nhược điểm là tăng lên sẽ rất khó tô vũ bật cười không phải là các ngài không khai đựng đấy chứ chẳng hạn như sinh tử đạo nếu không thì không phải có thể sáng lập ra từ lâu rồi ai nhân hoàng trầm mặc hỏi lâu sao y tò mò nghỉ hoặc hỏi sinh tử đạo rất khó sáng lập tiểu tử ngươi đã làm như thế nào chết thật vài lần là được nhân hoàng ngẩn ra ta hiểu rồi nhưng ta và văn lão nhị đều không thể làm thế nếu chết thật thì sẽ rất phiền toái cách làm của ngươi là chặn hết đường lui để tìm ra đường sống ngươi có quyết tâm và nghị lực làm vậy chúng ta cũng có nhưng chúng ta không thể làm giống ngươi tô vũ nún vai hắn không có hứng nói tiếp vấn đề này hắn hỏi sang chuyện khác bệ hạ muốn ta đi tìm thiên địa của văn vương để liên hệ với ông ấy à chẳng lẽ bệ hạ không biết thiên địa của ông ấy ở đâu không biết nhân hoàng lắc đầu tên khốn này sợ ta dung nhập thiên địa của mình vào trong thiên địa của hắn nên không nói cho ta hắn khai thiên ở đâu tô vũ suýt nữa ông bụng cười to hắn rất đồng cảm với văn vương Văn Vương cũng lo lắng nếu ngày nào đó nhân hoàng gặp phiền toái rồi dung thiên địa của y vào thiên địa của mình. Sau đó trách nhiệm đại đạo điên cuồng sinh trưởng, vị cường giả tiêu sái như Văn Vương lập tức biến thành kẻ đáng thương lưng đeo gông xuyên trách nhiệm, Cổ khổ khổ khục, Tô Vũ cười đến suýt sặc, nhân hoàng cầm nín, cười cái gì, ta cảm thấy đám người các ngươi mới là vô trách nhiệm, nhân tộc sinh ra tàn ngươi dưỡng ta. Khi cường đại rồi thì không phải nên cống hiến vì chủng tộc của mình sao, có gì buồn cười mà cười, Tô Vũ vẫn muốn cười, không, ta không cười nhân hoàng, ta đang cười văn vương hóa ra văn vương giấu thiên địa là để trốn hài nghe hài như thế thì sao ta có thể không cười được vậy nên ông ấy âm thầm khai thiên và bệ hạ cũng không biết vị trí không rõ lắm tô vũ bất lực ta đây phải đi đâu để tìm bây giờ nhân hoàng cười nhạo ngươi đọc sách đều dân trá ta hoài nghi thiên địa của hắn đang ở trong vạn giới chắc chắn có thể tìm được ta chỉ là lưới đi tìm mà thôi có lẽ ngươi đi thì nói không chừng lại có thể tìm thấy nhân hoàng lại nói còn nữa dù ngươi có thể mang thiên địa đi nhưng đừng nên đưa đến sau tam môn. Nó sẽ bị bài xích, thiên địa của chúng ta cũng không cần dịch chuyển đi đâu cả, vạn giới có đại cơ duyên. Nó có liên quan đến thời không trường hà và tam môn, cụ thể ra sao thì nhiều năm qua ta vẫn chưa tra xét được, như nhất định là có, vậy nên tam môn đều muốn trở về tô vũ gật đầu, hắn cũng có suy đoán như vậy. Sau khi hàn huyên cùng nhân hoàng một lúc, tâm tình tô vũ không tệ lắm đơn như hồi gì nhân hoàng đều đáp hết. Tìm thiên địa văn vương, liên hệ văn vương, tìm cơ duyên thiên môn. Tô Vũ lẩm nhẩm trong lòng, có lẽ đây là con đường để hắn mạnh hơn trong tương lai, nếu không, khi không thể trấn áp vạn tộc nữa thì cũng không thể dùng lại thủ đoạn tập kích tiêu diệt kẻ địch, có lẽ Quy có thể trợ giúp hắn, tìm thiên địa của Văn Vương quá phiền toái, hay là đi tìm Văn Vương, mà phải làm sao để Quy thay hắn làm việc cũng là một vấn đề, tìm Văn Vương hay không? Đây là một vấn đề rất khó quyết định, bởi vì có vẻ tình cảnh của Văn Vương cũng không tốt lắm, hơn nữa, Tô Vũ lo rằng sẽ xảy ra vấn đề nếu hắn rời đi may mà nhân hoàng còn chưa chết không thì vạn tộc sẽ phản kích tô vũ chắc chắn không đi nổi giờ nhân hoàng còn sống dù đang hấp hối sắp chết thì y vẫn là nhân hoàng vẫn có thể uy hiếp kẻ khác hắn có thể liên hệ quy để tâm sự nhân sinh đây cũng là một lựa chọn không tôi nhân hoàng đã có sắp xếp với hai trong số ba cánh cửa tô vũ không có thời gian không thì hắn cũng sẽ bố trí một chút biết người biết ta là điều tất yếu người làm lão đại phải thực hiện được tô vũ thấy cường giả hai bên đang giao lưu hắn mỉm cười nói tiền bối phai nhân hoàng là cấp trên cũ của người phai ta. Thậm chí có người còn là họ hàng thân thích, chúng ta tới đây không có thứ gì tốt để biếu mọi người. Mọi người đưa tặng các lão tiền bối đất và nước cố hương đi. Coi qua đáp lễ thì không cần nhận, các tiền bối đã chinh chiến nhiều năm, bảo vật chẳng còn bao nhiêu tô vũ vừa dứt lời, không ít người dại ra, sau đó đám người yên lặng lấy ra chút đất, ngước, cây. Trước khi đi, tô vũ bảo bọn họ mang theo, mọi người tưởng tô vũ sợ không về sớm được nên nên bảo mọi người mang thang cho với niềm lưu luyến, hóa ra hắn muốn dùng cho mục đích này đám cường giả phe nhân hoàng giật mình ánh mắt nhìn đống quà lưu niệm lấy từ cố hương kia tràn đầy về phức tạp nhiều năm không trở về dù tốc bộ thời gian bất đồng nhưng bọn họ cũng đã ở đây hơn một ngàn năm nhiều năm chỉnh chiến rất nhiều chiến hữu đã chết hiện giờ trông thấy những thứ này tâm tình bọn họ có chút phức tạp còn quà đáp lễ giờ khắc này tô vũ bỗng nhiên phát hiện hóa ra các lão tiền bối cũng không biết xấu hổ không ít người sờ sọ túi mình nữa ngày mới lấy ra một khúc dương sau đó cảm khái đây là hai cốt của vị cường giả mạnh nhất trên thực tế đây chỉ là đỏ thừa của bữa cơm lần trước giữ lại làm kỷ niệm rảnh rỗi thì giảm xương cốt cũng tốt dù sao cũng lâu rồi chưa được ăn một bữa trên xương cốt vẫn còn dấu răng tô vũ cạn lời thôi chấp gì đám quỷ nghèo nhiều năm qua có gì tốt thì cũng đã dùng hết rồi có lẽ minh vương còn giữ gì đó nhưng minh vương sẽ không chấp nhận bỏ ra nhân hoàng cần phải điều dưỡng và củng cố biển ý chí tô vũ không quấy dây nhân hoàng chữa thương nữa hắn đi đến nơi khác bắt đầu tìm quy để tâm sự chuyện nhân sinh. Chương 3516, hiện tại mới là chân thật, trong biển ý chí, sau hư ảnh thiên môn, một bóng người như ẩn như hiện, lão nhân thờ hoàng học, chưa đánh xong à, vẫn chưa đánh xong sao. Giờ lão cảm thấy khó có thể tiếp tục duy trì cung cấp lực lượng, nếu không xong thì lão không chịu nổi nữa. Mà tên Tô Vũ này thực sự hút quá khỏe, hắn đang đánh với ai vậy, túc dục vài lần nhưng Tô Vũ không đáp lại, lão có chút bất đắc dĩ, nếu không hay là thu hồi lực lượng đi cứ mãi chuyển lực lượng thế này quá mệt mỏi đang nghĩ ngời thanh âm tô vũ chuyển đến xui quá tên kia quá mạnh uy một cường giả có thể so với nhân hoàng như ngươi sao lại phát ra lực lượng yếu như thế tiếu sao quy chỉ có thể đổ lỗi cho việc chuyển lực lượng qua thiên môn tiêu hao quá lớn hắn đánh xong rồi đúng không lão nói tại thiên môn tiêu hao quá lớn ngươi thua rồi à? cô ta lời so đo với hắn thôi quy lập tức hiểu ra tô vũ đã thua rồi nhưng đã chạy thoát hắn thua như không chịu nhận. Tô Vũ nói thẳng. Lực lượng của ngươi không đủ, nếu trông cậy vào ngươi thì sớm muộn ta cũng bị tên kia giết chết. Ngươi có biện pháp đối phó hắn không? Đương nhiên là có nói xem tiếp dẫn bản tôn của ta ra Tô Vũ cười nhạo. Đừng mơ, ta thích thì cho ngươi dùng ý chí tra xét vạn giới một chút. Đó đã là cho ngươi mặt mũi rồi. Nếu ngươi thoát ra thật thì kẻ đầu tiên bị giết e rằng sẽ là ta sao lại vậy được quy giải thích. Ngươi là người trung gian. Nếu ngươi chết thì ta không thể trở về thiên môn nữa ha ha. Ngươi vốn không muốn trở về giả vờ cho ai xem nấy. Tô Vũ thừa biết tâm tư của đám người ở trong tam môn, Tô Vũ nói sang chuyện khác. Uy, Ngươi biết Văn Vương không? Biết chết chưa? Không, vẫn còn sống thấy Tô Vũ nhắc đến Văn Vương, quy không ngại tâm sự cùng hắn, lão làm như vô tình nói. Hiện giờ phong ấn đã bị đánh vỡ, và giờ có nhiều chủ nhân quy tắc không? Ngươi cần ta chỉ điểm không? Không cần, không nhiều, nhưng đến khi đám người nhân hoàng trở về thì sẽ nhiều lắm, ta có cảm giác là sắp rồi, nếu ta bình định vạn giới xong mà đám người nhân hoàng vẫn chưa trở về thì ta sẽ đi tìm bọn họ sau khi tìm được đám người nhân hoàng nếu rảnh thì ta vào trong thiên môn chơi được không quy buồn cười nhưng vẫn mở miệng ngươi có thể tới thiên môn nhưng ở đây rất nguy hiểm tại đây cường giả tung hoành văn vương cũng không phải cường giả trí cao vô thượng không phải trí cao vô thượng nhưng cũng không tầm thường tô vũ hiếu kỷ văn vương là cường giả bao nhiêu đạo ngươi biết không không biết chúng ta không thân quy biết tô vũ đang thám thính tin tức nhưng lão không ngại gợi lên hứng thú của tô vũ trong thiên môn có rất nhiều cường giả văn vương và võ vương là người mọi lai bọn họ không thuộc về thời đại chúng ta bọn họ tiến vào thiên môn văn vương không yếu bình thường thì không ai lại đi gây sự với hắn hay nhằm vào hắn nhưng văn vương có một vị muội muội chọc đến một vị cường địch hai bên đã ác chiến nhiều năm thời gian sư tô vũ nổi hứng muội muội văn vương chờ chọc ai vậy sao văn vương không thể giải quyết tông ấy là đệ nhất cường giả trong vạn giới chúng ta không thể nói được vị kia rất mạnh ở thời đại của chúng ta vị ấy là tồn tại cao cấp nhất nếu so với cường giả vạn giới thì có thể nói rằng hắn có thực lực tương đương chủ nhân tử linh giới vực nhưng nội tình thâm hậu hơn tô vũ nhớ mày tương đương tử linh chi chủ ư vậy thì quả thật rất cường đại tô vũ cảm thấy tử linh chi chủ là cường giả xếp thứ hai trong chư thiên đệ nhất là thời gian chi chủ nghe nói nhân tổ có thể đấu với hắn không biết thật giả ra sao thời gian sư chọc phải tồn đại như vậy nên mới xảy ra chuyện sau đó văn vương đi cứu viện nàng đã làm gì tô vũ suy đoán có lẽ việc này có quan hệ với thời gian sách hoặc là đại đạo của thời gian sư bà vào trong thiên môn nhật sắc ư ừ. sau đó chẳng phải tồn tại khó chơi sao suy đoán này khá hợp lý hiển nhiên quy không muốn nhiều lời về vị kia bởi vì kẻ đó quá mạnh nhắc đến đối phương khi cùng tồn tại trong một thiên địa thì sẽ bị cảm ứng được tô vũ lại hỏi trong thiên môn có nhiều cường giả như vậy không không nhiều lắm cực kỳ hiếm thấy đám người văn vương có thể át chiến rằng coi nhiều năm như vậy chứng tỏ hắn thật sự rất cường đại so với ngươi thì sao ngươi có mạnh không ha ha, bọn họ đương nhiên không thể so với ta quy thổi phòng. tô vũ chẳng thèm phản bác, côi đi. nếu ngươi mạnh nhất thiên môn thì ta sẽ lập tức mở thiên môn ra. chẳng cần sợ cái gì cả. tô vũ ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp, hai người văn vương có thể thoát ra không? có, tiến vào dễ ra ngoài khó. ra ngoài dễ thì ta đây đã đi ra rồi. cần gì phải nhiều ngươi lão lại. nói. tô vũ, hiện tại có lẽ ngươi rất mạnh, gần như không có đối thủ ở vạn giới. Nhưng nếu ngươi ở trong thiên môn thì ngươi sẽ hiểu rằng mình rất nhỏ bé ra hỏa này không cung cấp được tin tức hữu dụng nào. Thật sự là một con cáo già xảo quyệt. Tô Vũ không muốn lãng phí thời gian. Hắn lên tiếng, ngươi có thể tìm được Văn Vương không? Chỉ mình ngươi cho mượn lực thì không đủ. Liều Văn Vương cho ta mượn lực đi. Hoặc hỏi ông ấy xem có lưu lại bảo vật gì ở vạn giới để ta đối phó với vị cường giả nhị đẳng kia hay không? Tìm Văn Vương ư? Quy lập tức hiểu ý đầu của Tô Vũ. Nhà ngươi nghĩ hay lắm. Sao ta có thể đi tìm được? vậy không phải là tự tìm phiền toái cho chính mình sao văn vương hành tung bất định vẫn luôn bị vị kia đuổi giết trước đó không lâu chủ nhân từ linh giới vực cũng đã tham chiến te rằng tình huống càng ngày càng phức tạp bây giờ đi tìm văn vương sợ là không dễ quy nói nửa thật nửa giả tâm tình tô vũ có chút khác thường tử linh chi chủ thật sự chạy đi tính sổ với hai người văn vương sao đồ nhiêu mọn tên quy này cũng không thành thật mà như vậy mới bình thường nếu vừa hỏi đã tiết lộ hết tất cả còn chủ động giúp đỡ thì đã không phải là tồn tại cổ xưa rồi Hai người chỉ đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Tô Vũ không ngại điều này, hắn dứt khoát nói thẳng, "Trong Thiên Môn có biện pháp giúp ta trở thành nhất đẳng không? Hệ thống tu luyện trong Thiên Môn có giống chúng ta không?" "Ở đó cũng tu vạn đạo ư?" Đúng vậy Quy Đưa ra đáp án khẳng định, Tô Vũ không nhịn được nói, "Vì sao ta không cảm nhận được trên thời không trường hà có nhiều đại đạo cổ xưa tồn tại như vậy? Vạn đạo của chúng ta không giống các ngươi, ngươi không thấy vì vạn đạo chúng ta tu luyện đều ở sau Thiên Môn vạn đạo sau Thiên Môn?" Tô Vũ giật mình, Ánh mắt hắn lóe lên. Trong thiên môn có thời không trường hà đúng không? Quy im lặng một lúc lâu, sau đó mới mở miệng đáp. Có tô vũ chấn động. Vậy nên cả trong và ngoài thiên môn đều có trường hà. Phong ấn thời đại, tô vũ tự hỏi. Bỗng nhiên hắn nói, cái gọi là phong ấn thời đại chẳng lẽ là phong ấn đoạn thời không trường hà của các ngươi? Như vậy đám cường giả các ngươi cũng bị phong ấn phía sau cửa. Chẳng lẽ trường hà rất dài? Những người sáng lập đại đạo năm xưa đều ở cuối trường hà. Sau đó thiên môn xuất hiện phong tỏa đoạn trường hà kia đồng thời phong tỏa thế giới. Vì thế mới có cách nói là phong ấn thời đại, nếu thế, những cánh cửa kia có tác dụng cắt đứt thời không trường hà. Tô Vũ không ngừng tự hỏi, vì sao tồn tại trong thiên môn muốn thoát ra để đến vạn giới, Quy không đáp. Tô Vũ trầm giọng, ngươi không thể nói hay là không muốn nói. Quy đưa ra đáp án mơ hồ, quá khứ đã qua rồi, chỉ có hiện tại mới là chân thật, sống trong quá khứ không bằng giống ở hiện tại, đúng không? Tô Vũ hiểu được một chút, những người này muốn thoát ra bởi vì vạn giới mới là hiện tại, còn bọn họ đều là quá khứ sinh linh trong tam môn muốn giải phong ấn để khiến quá khứ trở về hiện tại nghe thì phức tạp nhưng chỉ cần hiểu một đạo lý là đủ những người này muốn chiếm cứ vạn giới không cần biết là vì cơ duyên hay thứ gì khác mục tiêu của những người này đều ở vạn giới hắn không hỏi thêm bởi vì quy không muốn phối hợp hắn cũng không định nhờ lão đi tìm văn vương bởi vì chuyện này gần như là không thể nào hơn nữa có lẽ hiện tại văn vương đang gặp phiền toái chương ba cấp dưới của tỉnh nguyệt nhớ lại những đầu mối lúc trước và lời nói của nhân hoàng Tô Vũ bỗng hỏi, nếu chúng ta tu luyện đại đạo trong thiên địa của các ngươi thì sẽ thế nào? Quy Trầm mặc hồi lâu mới đáp, đại đạo là yếu tố đặc thù lớn nhất để phân chia trong ngoài cánh cửa, Tô Vũ đã hiểu vì sao Thời Gian Sư không khai thiên ở trong thiên môn, bởi vì nàng không thể khai thiên ở đó, nếu làm vậy thì Thời Gian Sư sẽ được tính là người bên trong cánh cửa, hắn cũng mơ hồ hiểu ra vì sao Tử Linh đại đạo vẫn nằm trong Tử Linh giới vực, bởi vì Tử Linh chi chủ vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi vạn giới, đại đạo của hắn vẫn đang ở trong vạn giới có lẽ hắn không được tính là người trong cửa có lẽ hắn để lại từ linh giới vực ở vạn giới là để chờ đợi cơ duyên chờ đợi cơ hội vậy nên khi tô vũ kích thích đến tử linh đại đạo hình chiếu đối phương trực tiếp xuất hiện bởi vì hắn không muốn từ bỏ đại đạo hắn vẫn muốn trở về đôi câu vài lời của quy giúp tô vũ có thêm chút hiểu biết về phía bên kia cửa bọn họ cũng tu luyện vạn đạo cả thời đại khai thiên đều tu luyện lực lượng vạn đạo nhưng đại đạo bọn họ tu luyện vạn giới nơi bọn họ sống năm xưa có lẽ vẫn là vạn giới hiện tại nhưng thời không trường hà mà bọn họ tu luyện vẫn là trường hà hiện tại sao trường hà đang lưu động có khi nào đại đạo của bọn họ đều đã dịch chuyển hiện tại đại đạo và tộc tu luyện không phải là đại đạo năm xưa không ở cùng một khu vực thời đại bị phong ấn chỉ là một khu vực trường hà bị phong ấn thôi là thời không trường hà rốt cuộc là một con sông chảy dài hay là một vòng tuần hoàn đoạn trường hà của những người này chỉ là một đoạn trong đó thiên môn và nhân môn cắt đứt vòng tuần hoàn này giờ khác này tô vũ đang tự hỏi về bản chất chân chính của trường hà nó có bộ dáng gì điểm cuối ở đâu mục đích tam muôn phong ấn là gì trong những vấn đề này thời gian chi chủ mới là yếu tố mấu chốt có lẽ hắn sắp chạm tới vấn đề trung tâm tô vũ không không còn hứng thú với quy nữa Hôi, ngươi tiếp tục ổn dưỡng thiên địa cho ta là được tô vũ lên tiếng đừng thu hồi lực lượng để cho ta cường hóa thân thể đi gần đây tên kia hay đến gây chuyện với ta cần để phòng tránh để hắn tập kích ngươi vẫn còn muốn nữa à quy sắp không chịu đựng nổi gia hỏa này quá điên cuồng ngươi không sợ ta thoát ra sao hai ngươi không biết lực lượng của ta sẽ trồng thấu khi toàn bộ lực lượng của ta định vị vạn giới thì bản tôn của ta có thể giáng lâm thông qua hư ảnh thiên môn của ngươi ta đến đó chiến lực nhất đẳng của ta sẽ giúp ta trở thành tồn tại trí cao vô thượng một kê tứ đẳng như ngươi không sợ chết sao lúc này lão cũng đã hiểu về cách vạn giới phân chia cấp bậc kỳ thật không khác nhiều so với thời kỳ của lão mà bọn họ vẫn thích nói là lực lượng bao nhiêu đạo hơn cách tính này sẽ trực quan hơn được trong lòng nghĩ vậy nhưng quy vẫn đáp ứng tuy rằng tiêu hao lớn nhưng ta cắm dễ nhanh ta đã cảm nhận được lực lượng của mình đang cắm rễ ở nơi nào đó có lẽ ta sẽ có thể nhanh chóng giáng lâm đương nhiên tô vũ biết rõ ý đỏ của lão còn vấn đề lão cắm rễ ở đâu ư trong thiên địa của hắn chứ đâu nếu lão ra hỏa thoát ra thì sẽ lập tức buông xuống thiên địa của hắn nơi đó lực lượng nông động nhất không đến đó thì đến đâu ta hoan nghênh người chỉ hy vọng ngươi đừng sợ hãi dù ở trong thiên địa của ta nhưng chắc gì ta đã có thể nhẹ nhàng đánh chết được ngươi không phải sao hắn huyên một lát sau đó tô vũ đứng lên nơi xa đám người quay sang nhìn hắn sau khi tâm sự người của nhân hoàng đã biết một chút về tô vũ bây giờ bọn họ đều lộ vẻ khác thường cho lời của đám thuộc hạ dưới trướng tô vũ thì ra hỏa này thật sự rất lợi hại nếu là trước đây có lẽ bọn họ sẽ không tin nhưng vừa rồi bọn họ đã tận mắt chứng kiến vị này mang thuộc hạ giải quyết gần 30 vị chủ nhân quy tắc mà không tổn thất chút nào còn giết được nhiều kẻ địch hơn cả bọn họ trong mấy năm gần đây tinh người tô vũ hô một tiếng tinh người đang chữa thương giúp người khác ngẩng đầu lên nhìn hắn tô vũ nói thẳng ngươi dung minh tử đạo đi đạo kia đã đạt tới nhị đẳng xem như đại đạo đồng loại với tử đạo dung xong thì ngươi sẽ là nhị đẳng hiện tại thiên địa của ta đủ sức duy trì cường giả nhị đẳng ung tinh nguyệt gật đầu nàng không nghĩ nhiều cũng không hưng phấn nhị đẳng ư bình thường lúc trước minh vương từng nói sớm hay muộn nàng cũng có thể đuổi kịp tiên hoàng tinh người suy nghĩ tô vũ mà trở nên đại thì ta sánh ngang tiên hoàng cũng là chuyện thực bình thường hiện tại nàng mới chỉ trở thành nhị đẳng mà thôi tiên hoàng đã là nhất đẳng nàng còn cách tiên hoàng rất xa vậy nên không cần hưng phấn minh tử đại đạo xem như tử linh đại đạo tinh người chấp trở sinh mệnh đại đạo của vạn giới nàng bỗng nói ta có cần dung nhập sinh mệnh đại đạo vạn giới vào thiên địa của ngươi hay không như vậy có lẽ sinh tử đều có thể đạt tới nhị đảo tạo thành trạng thái cân bằng lúc trước sinh tử không cân bằng sinh linh đại đạo của nàng mạnh hơn hiện tại trong thiên địa có thêm một tử đạo nếu dung hợp sinh đạo thì có lẽ sẽ đạt tới cân bằng hai đạo đều đạt tới trình độ nhị đẳng nhị đẳng có ít nhất tám đạo lực lượng hai đại đạo nhị đẳng dung hợp không có khả năng lập tức biến thành nhất đẳng 16 đạo nhưng ít nhất sẽ vượt qua lực lượng 10 đạo. Nếu vận chuyển dung hợp tốt thì còn có thể nhanh chóng có chiến lực 12 hoặc thậm chí là 14 đạo lực lượng. Tô Vũ trầm tư. Có nên để Tinh Nguyệt dung nhập sinh mệnh đại đạo không? Minh Vương vội vàng nói. Tinh Nguyệt, đừng, điều này nên hỏi ý kiến bệ hạ đã vì sao? Tinh Nguyệt cảm thấy kỳ quái, tu luyện là chuyện cá nhân. Tuy rằng ca ta cường đại nhưng không có nghĩa ta tu luyện thì phải nghe lời huynh ấy. Chúng ta tu đạo khác nhau, Y không biết sinh tử đại đạo, vì sao phải nghe y? Đinh Vương không còn lời gì để nói. Trong lòng thì rất nóng này, hiện tại sinh mệnh đại đạo vẫn đang nằm trong thời không trường hà nên không sao. Nhưng nếu ngươi dung nhập thiên địa của Tô Vũ thì sẽ hoàn toàn trở thành người của hắn, ông có thể không sốt ruột được sao? Nhân hoàng đang bế quan để củng cố biển ý chí, hiện tại không ai dám cuối dây. Tinh Nguyệt muốn dung sinh mệnh đại đạo, mọi người muốn khuyên mà không biết nên khuyên như thế nào. Tô Vũ suy xét một chút rồi đáp. Không phải là không được, nhưng sau khi dung nhập nếu thiên địa của ta tiêu tán thì ngươi cũng hoàn toàn xong đời ít nhất bây giờ thì ngươi vẫn còn chút hy vọng ngươi là cấp dưới của ta ta dung nhập thì ngươi sẽ mạnh hơn đúng không ngươi mạnh hơn rồi thì vẫn cống hiến cho ta đúng không tinh người hỏi đám người lộ ánh mắt khác thường cấp dưới gì ai là cấp dưới của ngươi tục hạ của ngươi còn chẳng thành nể mặt chân võ vương hắn không phải người dễ bắt nạt mọi người đã biết điều này ngay từ lần gặp mặt đầu tiên rồi kia kìa tô vũ mỉm cười lật đầu đại nhân nói không sai vậy đại nhân dung đi hiện tại đại ca của ngài khó có thể tự bảo vệ mình nếu chết thì y có khả năng chết sớm hơn ta cho nên dung hay không cũng không quan trọng chương ba nghìn nhà phương tô vũ không quản việc này nữa hắn nhìn võ hoàng giờ phút này võ hoàng đang phiền muộn đứng cô độc ở nơi xa không ai để ý đến lão lão cũng không muốn để ý tới người khác người phe nhân hoàng đều biết lão có thủ oán với võ vương mọi người không muốn nói gì với lão với người phe tô vũ võ hoàng vẫn luôn giữ hình tượng lão tử là nhất Lão không muốn hạ mình nói chuyện phiếm với những người này. Giờ phút này, những người khác đều đang nói chuyện. Còn lão thì yên tĩnh ngồi nơi xa nắm phong cảnh trường ha. Tô Vũ nói thẳng. Võ Hoàng, ngươi dung thân thể đạo đi. Dung xong ngươi sẽ là nhị đẳng trong thiên địa của hắn chỉ có hai đại đạo nhị đẳng. Ánh mắt Võ Hoàng sáng ngời. Như lão đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Dù sẽ nói. Bổn tọa tu luyện võ đạo. Ta chướng mắt thân thể đạo. Tô Vũ không thèm để ý. Bình thản lên tiếng. Thế thì thôi vậy đừng Võ Hoàng không để ý đến mặt mũi nữa. Mà nó. Ta sẽ dùng đạo, ta muốn thành nhị đảng." Tổ Vũ lại nói, "Lát nữa ta sẽ cho ngươi biết cách tiếp dẫn tồn tại trong thiên môn. Ngươi tiếp dẫn một vị, mượn lực một chút, dù đối phương nói gì thì ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều là được, đó là phải phon tỏa biển ý chí, còn lại cái gì nên nói. Cái gì không nên nói thì ngươi chỉ cần không tiết lộ chuyện xảy ra trong 5 năm gần đây. Còn lại thì nói gì cũng được hắn không hạ phong khẩu lệnh cho võ hoàng, không cần phải làm vậy, chỉ cần không nói những việc diễn ra trong 5 năm gần đây." còn lại nói gì với đám người trong thiên môn đều không sao cả võ hoàng và tình người dung hai đạo này thì đều sẽ bước vào nhị đẳng như vậy thực lực phe hắn cũng sẽ tăng lên một chút an bài võ hoàng xong tô vũ lại nhìn thông thiên hắn vẫy tay thông thiên hồng nhanh chóng bay tới tô vũ không nói nhiều hắn xoay người mang y rời đi thanh âm truyền lại ta đến hạ du tiếp dẫn lực lượng thiên địa các ngươi ở đây chờ ta dứt lời ngươi đã biến mất đám người minh vương mẩn ra ngươi đi đâu cơ hiện tại nhân hoàng đang bế quan chữa thương ngươi đừng chạy loạn minh vương không nhịn được lên tiếng Tôi nhân chủ muốn đi đâu giờ hắn rời đi thì sẽ không an toàn vạn thiên thánh cười đáp không sao bệ hạ có trường mực chỉ là ra ngoài một chút thôi chư vị không cần lo lắng thấy ông nói vậy minh vương đành im lặng không nhắc lại nữa trong lòng thì vẫn cân nhắc tô vũ sẽ đến vạn giới ư trước đây nhân tộc không thể rời đi nếu vạn tộc phát hiện ra thiếu người thì sẽ đến ngăn cần hiện tại tô vũ biến mất chắc sẽ không có vấn đề gì đâu ở đây có nhiều chủ nhân quy tắc hiện giờ vạn tộc tương vong trầm trọng có lẽ sẽ không dám ngăn cản nhưng minh vương vẫn nhắc nhở đôi lời chư vị đừng nên đi lung tung nếu nhiều người giới đi chúng ta cùng vạn tộc trở về vạn giới thì tam môn sẽ mở ra ý nghĩa tồn tại của bọn họ cũng là đề phong ấn tam môn các cường giả lâu đời đều biết chỉ sợ những người mới tới không biết bỗng nhiên chạy lung tung thì sẽ rất phiền toái yên tâm đi vạn thiên thánh đáp lại chúng ta sẽ không rời đi minh vương không nói gì nữa cùng lúc đó thông thiên không nhịn được hỏi bệ hạ chúng ta đang đi đâu đây? Vạn giới Tô Vũ đi xuôi dòng. Ta lo lắng tốc độ dòng chảy trở nên dị thường, gia tốc tốc bộ trở về của mọi người. Ngươi là môn tộc, ngươi giúp ta che giấu và thuận tiện giúp ta truyền tống. Nhanh lên. Đừng chỉ hoãn thời gian rõ thông thiên lộ về khác thường, trở về vạn giới ư. Ngài mới đến chưa được bao lâu mà. Hơn nữa nhân hoàng đang bế quan. Nếu vạn tộc đánh tới thì làm sao bây giờ? Ngài không sợ sẽ xảy ra chuyện sao? Tô Vũ hiểu y đang nghĩ gì, hắn giải thích yên tâm đi nhân hoàng còn sống nên không có vấn đề gì đâu nếu nhân hoàng chết thật thì ta sẽ không dám rời đi chỉ cần còn sống dù hiện tại đã phế thì đó vẫn là nhân hoàng tô vũ không ở đó nhân hoàng có thể ra lệnh cho người phe tô vũ chỉ cần không phải bắt bọn họ đi chịu chết thì không sao cả thông thiên hầu không nói gì nữa tí không ngừng truyền tống chỉ có y mới làm được như vậy tại đây nếu là những người khác kể cả không gian cổ tộc thì cũng không thể truyền tống ở đây không gian đạo chỉ có thể phát huy ra lực sát thương hoàn toàn không còn khả năng truyền tống tô vũ liên tục truyền tống hắn muốn về vạn giới một chiến đầu tiên là vấn đề đại chu vương dung nhập thiên địa tô vũ muốn xem hiện tại y có còn lực lượng nhị đẳng hay không có lẽ là vẫn còn bởi y nắm giữ không ít đại đạo sau khi dung nhập thiên địa Y có thể nhanh chóng không chế những đại đạo đó thứ hai là vấn đề thiên địa của văn vương hắn phải tìm xem nếu tìm được thì có lẽ có thể liên hệ văn vương thứ ba trở lại vạn giới thời gian trôi nhanh mình cần mất một tháng để hoàn toàn hấp thu lực lượng sau đó quay lại Thượng Du thì chỉ mới trôi qua một tháng hai ngày, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian vì những nguyên nhân này, nhưng lúc có thời kỳ hỏa bình khó có được. Tô Vũ muốn nhanh chóng cường hóa chính mình, hắn cường đại thì thuộc hạ của hắn mới trở nên cường đại, nếu cứ chờ đợi mọi người tự tiến bộ từng chút một thì phải chờ đến ngày tháng năm nào, hiện tại ngửa quen đường cũ, hơn nữa có Thông Thiên Hầu trợ giúp. Tô Vũ cảm nhận được mình đã sắp về đến vạn giới, lần này trở về, Tô Vũ phát hiện có gì đó không bình thường, khi bọn họ đi qua một điểm một cỗ sát ý cường đại sôi trào lên như muốn giết hắn nhưng sát ý nhanh chóng tư tán như đã cảm ứng được gì đó nhạc phương tô vũ sừng sốt nhạc phương trấn thủ địa điểm này hắn không ngờ nhạc phương đã chết nhiều năm như vậy mà vẫn có thể cảm ứng được tiếp tục trấn thủ tiết điểm này lúc trước tô vũ không nghĩ nhiều giờ phút này hắn không nhịn được phải dừng bước nơi đây hắn biết trước khi chết nhạc phương đã cắn mút đại đạo của chính mình để lại lực lượng một kích trong cơ thể nhạc phương không yếu lúc trước tô vũ nhì không thấu hiện giờ nhìn lại có lẽ năm xưa nhạc phương là một vị chủ nhân quy tắc tam đẳng để lại một kích lực lượng tại đây và còn một ít ý chí tàn lưu vậy nhạc phương có hy vọng sống lại không không thể sống lại nhờ tử linh đại đạo nó không thể tiếp dẫn tồn tại cường đại đến vậy nhưng chút ý chí cuối cùng của nhạc phương có thể sống lại không một cường giả tử chiến đến chết mà vẫn tiếp tục chấn thủ hoàn thành nhiệm vụ nhân hoàng giao cho dù cường giả như vậy có phải người của tô vũ hay không thì hắn vẫn muốn cứu lúc trước hắn cảm thấy đối phương đã chết hoàn toàn không còn hy vọng. Hiện tại khi Tô Vũ bước đến tiết điểm này, ý chí của Nhạc Vương vẫn còn có thể phân biệt ra hắn có phải nhân tộc hay không. Vậy bản chất vấn đề trở nên khác hẳn, có lẽ Nhạc Vương còn chưa chết hẳn, Tô Vũ vốn muốn trở về thiên điện, lúc này hắn đổi ý, hắn nhanh chóng xé rách một cái lỗ để bước vào thông đạo nơi Nhạc Vương trấn thủ, Tân Chín Tinh Vũ phủ định, nơi đây vẫn đổ nát hoang tàn, một thi thể mang theo vẻ kiệt lạo huyền phù trên không, đó là Nhạc Vương, cũng là vị nhân vương thượng cổ chết trận đầu tiên Tô Vũ phát hiện lúc trước tô vũ cảm nhận khí tức của đối phương liền cảm thấy có nguy hiểm đến tính mạng hiện giờ hắn không còn cảm thụ này nữa khi hắn xuống dưới nhìn về phía nhạc phương ánh mắt hắn khẽ dao động nuốt đạo vào bụng vị này là một người cực kỳ tà nhẫn tô vũ cẩn thận quan sát nhạc phương rất lợi hại căn nuốt toàn bộ đại đạo nạp vào biển ý chí biển ý chí dường như đã chết nhưng chỉ cần có một chút dao động thì sẽ bộc phát ra một kích lôi đỉnh một kích cuối cùng trong sinh mệnh sao muốn giết tam đẳng thì không thành vấn đề nhưng nhị đẳng thì chưa chắc thông thiên hầu cũng đang nhìn nhạc vương y cảm khái nam xưa vị này rất bá đạo không ngờ lại chết trận tại đây sát chết đứng đây mười vạn năm lúc trước ta không thể đi lên không thì đã nhặt xác cho hắn rồi tô vũ cười thôi đi nếu ngươi động đến hắn thì hắn sẽ cầm thương đâm chết ngươi dù ngươi là môn tộc thì cũng vô dụng tô vũ nhớ mày nhìn nhạc vương có lẽ hắn vẫn có thể sống lại hắn chết rồi mà thông thiên hầu không biết nói gì hơn thế này rồi mà vẫn có thể sống lại sao ánh mắt tô vũ lóe lên đúng là đã chết nhưng vẫn còn sót lại ý chí nếu nhét vào trong thiên địa của ta thì có lẽ có thể sống sót nối lại đại đạo nhưng thương đạo đã bị đại tần vương chiếm cứ nếu người này sống lại mà phải thay đổi đạo tu luyện thì chưa chắc đã nguyện ý tiếp thu tô vũ bỗng nhiên bật cười tìm thiên địa của văn vương trước tìm được thì ta sẽ nhét hắn vào thiên địa của văn vương có lẽ văn vương vẫn còn thương đạo không đúng có lẽ thiên địa văn vương chưa dung nạp bất kỳ người nào hơn nữa có lẽ nó còn chưa khép kín độc lập vậy thì có lẽ bút đạo của văn vương sẽ thích hợp với hắn bút đạo thông thiên hầu ngây người bút đạo và thương đạo khôn giống đúng không tô vũ cảm thấy không khác nhau nhiều dầu cộng chẳng lẽ không phải là thương sao có gì khác nhau tô vũ cẩn thận quan sát nhạc vương hắn không nhìn nhiều hiện giờ hắn vẫn chưa thể nhét người này vào trong thiên địa nhạc vương không quanh biết hắn chút ý chí cuối cùng kia cũng chưa chắc sẽ đáp lại hắn y biết văn vương dùng đạo của văn vương thì có hy vọng hơn năm hoàn toàn cắn nốt thương đạo khó trách đại tần vương không thể đột phá bằng thương đạo Không phải bởi vì có người chấp trưởng mà là đạo này đang nằm trong bụng người ta rồi nếu có thể dung nhập bút đạo hiện tại bút đạo do hai người nam vô cương chấp trưởng nếu phối hợp với nhau thì có lẽ sẽ tạo ra một vị cường giả đỉnh cấp đại đạo chỉ linh nắm giữ lực lượng đại đạo nhưng nếu có người phối hợp chấp trưởng đại đạo thì có lẽ sẽ còn mạnh hơn ba phần đương nhiên đây chỉ là phong đoán của hắn muốn hồi sinh người này không dễ chút nào chương ba càng mạnh càng xui tô vũ rời khỏi tầng 9, Thông Thiên Hầu tiếp tục truyền tống, một lát sau, Tô Vũ đã về tới thượng giới, Đại Chu Vương lập tức cảm ứng được, ti nhanh chóng xuất hiện, khi nhìn thấy Tô Vũ, ti ngây ngẩn cả người, trở lại nhanh như vậy sao? Sao ngài làm gì cũng nhanh thế? Tô Vũ mới rời đi chưa được bao lâu, còn chưa tới một tháng, Đại Chu Vương vốn nghĩ rằng những người này đi rồi về, tính cả thời gian đại chiến thì không thể nào một tháng là xong được. Tốc độ thời gian không giống nhau, Tô Vũ đánh xong liền trở về hay là thế nào? Hay là hắn không đánh? Không đúng, y cảm nhận được thiên địa của tô vũ đã khuất trương chắc chắn bọn họ đã đánh nhau bệ hạ trở về rồi ư đại chu vương lẩm bẩm tô vũ cười tùng tìm trở về một chút mới vừa giết 30 vị chủ nhân quy tắc thế cục bên kia ổn hơn nhiều rồi ba nghìn đại chu vương nhăn nhó quả nhiên kẻ điên nhà ngươi đến đâu là bắt đầu giết chóc ở đó tô vũ liếc mắt nhìn y không tồi sau khi dùng đạo hình như cảnh giới không bị trượt xuống đại chu vương giải thích thiên địa của bệ hạ đã mạnh hơn có thể duy trì được cấp bậc vậy là tốt rồi tô vũ khẽ lật đầu cùng ta đến thiên địa của nhân hoàng một chuyến để xem có biện pháp nào không ngươi có thể rút lực lượng đại đạo ra dù hiện tại thiên địa của nhân hoàng không được chỉnh lý thì vẫn rất cường đại rút lực lượng ra khiến nó yếu đi một chút lại thành có lợi cho nhân hoàng thiên địa quá cường đại không thích hợp để nhân hoàng dung nhập hiện tại biển ý chí của y quá yếu ớt lần này hắn trở về cũng có ý định nhân tiện trợ giúp nhân hoàng khôi phục nhưng tô vũ không bảo đảm rằng có thể thành công chữa ngựa chết thành ngựa sống đã là tốt lắm rồi đại chu vương nghe vậy thì vội nói nhân hoàng bệ hạ chi chết thân thể bị hủy biển ý chí sắp tàn vẫn sống được thêm mấy ngày nữa không sao chuyện nhỏ thôi đây là tiếng người la thân thể bị hủy biển ý chí sắp tàn sống được mấy ngày nữa mà là chuyện nhỏ đại chu vương muốn khóc nấc lên thật đáng thương ta biết thân thể nhân hoàng bệ hạ rời đi sẽ không có kết cục tốt mà không ngờ lại thê chảm như thế thân thể ổn dưỡng vô số năm vừa ra ngoài liền chết quả nhiên nếu điên cuồng cùng tô vũ thì tô vũ sẽ mạnh hơn trong khi những người khác đều sẽ lạp xui xẻo càng mạnh càng xui đi còn chưa nghĩ xong tô vũ đã bắt lấy y giỏi biến mất trong trước mắt đã bước vào đạo nguyên trì địa đạo nguyên trì địa lần này tô vũ quang minh chính đại tới bòn rút lực lượng không phải nói là tới cứu nhân hoàng nhân hoàng quá thê thảm đi muốn dung thiên địa của chính mình cũng khó không cẩn thận thì sẽ chết để giúp nhân hoàng không phải chết tô vũ chỉ có thể giúp y suy yếu thiên địa trước tô vũ bước vào đạo nguyên tri địa vừa đi vừa nói loại cường giả như nhân hoàng không muốn bị suy yếu dù chết thì vẫn muốn tạo ra hai cường giả nhất đẳng như làm vậy là không cần thiết tô vũ lắc đầu đạo của người khác chung quy vẫn là của người khác với tỉnh anh như nhân hoàng chỉ cần cho ông ấy thời gian thì ông ấy sẽ quật khởi nhưng ông ấy không nỡ tráng sĩ đoạn cổ tay lúc trước không dám hiện tại cũng không dám nhân hoàng biết bản thân có thể khôi phục nhưng hắn mang trên mình gánh nặng quá lớn thành công nhờ trách nhiệm đại đạo bại cũng vì trách nhiệm đại đạo nhân hoàng đạo của hắn có khả năng dính dáng đến trách nhiệm đại đạo ảnh hưởng thiên địa là điều tất nhiên đại chu vương cái hiểu cái không nhưng vẫn hiểu đại khái ý của tô vũ y hỏi ý bệ hạ là có thể cứu chữa cho nhân hoàng bệ hạ ngài ấy sẽ không chết ư tô vũ mỉm cười chỉ cần không phải bị miểu sát thì loại cường giả như ông ấy sao có thể chết dễ dàng như vậy được nhân hoàng vẫn luôn nói bản thân sắp chết là bởi vì ông ấy vánh trách nhiệm nặng nề nhưng ngươi không nghĩ xem hiện tại ai đang cứu ông ấy sao đại chu vương nhìn về phía tô vũ Tô Vũ đạm nhiên hỏi. Nhìn cái gì, Tô Vũ ta chẳng lẽ không bằng nhân hoàng, tình thế gian nan thế nào ta cũng vượt qua được huống chỉ là hiện tại, cùng lắm thì trở về vạn giới, tần nấp chờ đợi tam môn mở ra, ta không tin cường giả trong tam môn sẽ đồng lòng, nhân vật của ba thời đại sao có thể một lòng chứ. Vậy nên có ta ở đây thì ông ấy lo lắng cái gì, không cần lo gì hết nhân hoàng sợ mình sẽ suy yếu, vậy thà tạo ra hai vị chủ nhân quy tắc nhất đẳng thì sẽ có lời hơn nhưng tô vũ lại cảm thấy dù nhân hoàng bị suy yếu tới nhị đẳng thì vẫn tốt hơn là hai cường giả nhất đẳng suy nghĩ của hắn hoàn toàn khác với nhân hoàng nhân hoàng không nỡ rút lực lượng ra khiến thiên địa suy yếu nhưng tô vũ không quan tâm thiên địa yếu đi thì sao can cơ thiên địa vẫn còn chỉ cần người còn sống thì vẫn có hy vọng quật khởi lần nữa người như nhân hoàng mà dám làm lại từ đầu thì tốc độ quật khởi chắc chắn sẽ rất nhanh như vậy y cũng sẽ chút bỏ được vánh nặng đỡ mất công tự tìm việc cho mình rồi suốt ngày oán thán ta sắp chết rồi tô vũ cảm thấy nhân hoàng như vậy không khác gì đàn bà quá phiền phức khi tô vũ nói ra lời này đại chu vương tái mặt đàn bà ư nhân hoàng mà nghe được thì chắc sẽ trừng trị tô vũ một trận ai dám nói nhân hoàng đàn bà chứ tô vũ lại lên tiếng ta tính sẽ rút ra lực lượng trong thiên địa của ông ấy khiến một phần thiên địa sụp đổ giữ lại phần tinh hoa nhất bắt đầu lại từ đầu khi ấy ông ấy có thể dung nhập thiên địa sau đó ông ấy muốn trọng tố thân thể hay biến thành nữ nhân thì đều không thành vấn đề bệ hạ đại chu vương lộ vẻ dối rắm ngài đừng nói vậy nữa được không đó là chủ cũ của ta ta nghe vậy cũng thấy khó xử lắm hiện tại ta không đánh thắng được ngài không thì ta đã ra tay với ngài rồi tô vũ cười không ngừng rồi hắn tiếp tục nói ta sẽ đem phân nửa lực lượng thiên địa của ông ấy đưa vào thiên địa của ta để lại căn nguyên và nhân hoàng đạo ta cũng phải rút ra lực lượng của nhân hoàng đạo suy yếu cả hai sau đó để ông ấy dung nhập thiên địa hoặc đại đạo, chờ ổn định rồi thì lại dung nhập nhân hoàng đạo vào trong thiên địa, tiến hành cường hóa lần nữa cho ông ấy đây là tính toán của Tô Vũ. Đại Chu Vương nghe vậy thì nhíu mày, nhân hoàng bệ hạ có đáp ứng không? Làm như vậy sẽ khiến thiên địa và đại đạo vốn có thể tạo ra hai vị nhất đảng bị suy yếu các ngươi đều đàn bà như nhau Tô. Vũ tức giận, lo trước lo sau, do do dự dự, Tô Vũ ta mà phải coi trọng hai tên nhất đảng sao? Chỉ cần nhân hoàng không chết thì còn hiệu quả hơn hai kẻ nhất đảng đạo lý này mà cũng không hiểu ư tô vũ bực bội ta đang thông báo chứ không bảo ngươi quyết định nhân hoàng cũng vậy ông ấy không có quyền quyết định hiện tại ông ấy trọng thương mọi việc do ta định đoạt ông ấy không nghe thì ta đập nát luôn thiên địa cho xong được rồi đại chú vương cơm miệng y biết tính cách tô vũ ra sao hắn đã kiên quyết làm vậy thì không ai có thể ngăn cản được còn nhân hoàng khu khu tính tình nhân hoàng rất tốt không đến mức do dự không quyết đoán nhưng nhân hoàng khó có thể từ chối người một nhà rất thiên vị cường giả phe mình tô vũ cưỡng chế làm vậy nhân hoàng không cự tuyệt được thì chắc sẽ không cự tuyệt nữa chương ba năm trăm hai mươi thánh nhân tô vũ mặc kệ đại chu vương hắn trực tiếp xé rách hư không tiến vào trong đại đạo của thiên địa nhân hoàng hắn tiến thẳng đến cuối trách nhiệm đại đạo nhìn nước trường hà còn đang chảy xuôi tô vũ không nói nhiều từng đầu lực lượng đại đạo nhanh chóng lan tràn bị kín lỗ hồng hắn phải lấp kín nguồn nước trước nhân hoàng đã phế cần cái lỗ lớn như vậy làm gì tốt nhất là tách thiên địa của y ra luôn. Khi Tô Vũ vừa làm vậy, đường như đại đạo có cảm ứng nên rung động một chút, sợ hai âm. Tô Vũ đánh một quyền, đại đạo rung động, thanh âm vừa mới truyền ra đã biến mất, đại chu vương há hốc miệng, ma nó. Ngươi khuyên nhân hoàng như vậy sao? Cùng lúc đó, biểu ý chí nhân hoàng đang bế quan bỗng nhiên run lên, khi há hốc miệng thở hồn hển, đệt mợ, Tô Vũ chạy về vạn giới, còn đến thiên địa của ta. Hắn đang làm gì? Ta chỉ muốn chào hỏi một cái mà thôi, tẻ điên tô vũ bỗng nhiên đánh một quyền chút ý chí lực ấy lập tức bị đánh bạo suýt nữa ảnh hưởng tới việc y chữa thương đồ điên nhân hoàng buồn bực y tung hoành thiên địa vô số năm dù sao cũng là tiền bối của tiểu tử này đúng không sao hắn có thể không khách khí với ta như vậy khơi kệ dù sao ta cũng mặc kệ thiên địa kia rồi hắn thích làm sao thì làm mà vấn đề là hắn đang làm gì nhân hoàng không hiểu rốt cuộc tô vũ muốn làm cái gì hình như hắn đã chặn nguồn lực lượng đi vào thiên địa của ta đạo nguyên trì địa đại chu vương há miệng thở dốc im lặng hỏi lâu tô vũ vẫn đang vá lỗ hồng hắn không ngừng bên lực lượng hỗn độn để lấp kín lỗ hồng nhưng cái lỗ này quá lớn tô vũ chửi nhỏ một tiếng năm xưa ngài nghĩ rằng mở ra khe hở lớn như thế thì thiên địa có thể nhanh chóng lớn mạnh ư ha ha, vừa sáng lập ra liền xong đời mất công mở ra cái lỗ lớn như vậy hiện tại muốn chặn lại cũng khó tô vũ không ngừng bên lực lượng hỗn độn tu bổ lỗ hồng hàng giao thời không trường hà do chính lực lượng hỗn độn tạo thành tô vũ đã từng tiến hành một lần hắn có kinh nghiệm nhưng lỗ hồng quá lớn dù thực lực hắn cường đại hơn trước rất nhiều nhưng nhiều nước trường hà chảy đến như vậy cũng khiến tô vũ mệt mỏi hắn mắng còn chẳng bằng lần trước bệ hạ muốn lấp kín lỗ hồng này ư ừ, đại chu vương mở miệng tô vũ nhớ ra gì đó quay đầu lại nói ngươi đi gọi làm thiên liên kết đại đạo của nhân hoàng với thiên địa của ta ta sẽ rút ra một chút lực lượng cho bên kia này nhanh lên tô vũ quát đại chu vương bất đắc dĩ ta chỉ muốn nói là ta không muốn giao tiếp với tên biến thái lam thiên kia Lần trước ta đã bị y làm ghế tởm muốn chết. Thôi, có lẽ Tô Vũ cũng chẳng muốn nghe lời giải thích của mình. Hơn nữa tốt nhất là đừng cho Tô Vũ biết chuyện này. Hy vọng lần trước đám khốn kiếp kia không thu hình lại. Nếu không 100% Tô Vũ sẽ lôi chuyện này ra diễu cực mình mãi. Ta dám hoài lại cảnh nó. Ta nhất định sẽ trả thù. Đại Chu Vương hạ quyết tâm trong lòng. Đúng, y nhất định sẽ trả thù. Đại Chu Vương đi tìm Lam Thiên. Trong tình huống này, Lam Thiên hữu dụng hơn Lưu Hồng. Tô Vũ tiếp tục tu bổ lỗ hồng từng chút một, may mà đây là vạn giới nếu là ở thượng du thì hắn không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy lỗ hồng dần dần thu nhỏ lại áp lực nước sông gây ra không khủng bố như trước kia tô vũ có thể chịu đựng được cũng không cần nhiều tinh vũ ấn của nhân hoàng trấn áp nhân hoàng ấn của nhân hoàng được xưng là đệ nhất thần khí chư thiên có lẽ có thể dùng nó làm cân cơ tô vũ tính toán cũng không thể lãng phí lực lượng trong trời đất này lực lượng đã được thiên địa tỉnh lọc một lần nhưng không thích hợp với ta ta chỉ rút ra một chút là được còn lại để cho người khác trong lực lượng thiên địa của nhân hoàng ẩn chứa quá nhiều lực lượng trách nhiệm đại đạo, có thể nói rằng, nhân hoàng đạo là một cái hố lớn, nó giống nhân sơn. Nhân sơn chỉ là thân thể nhân hoàng mà vẫn ảnh hưởng tới những kẻ ở trên nhân sơn, ở đó thời gian dài, mọi người sẽ coi nhân tộc trở thành trách nhiệm, vạn tộc không chiếm lấy nhân sơn cũng vì nguyên nhân này, sau đó vạn tộc muốn tụ tập nên mới chọn nhân sơn làm cứ điểm. Bởi vì nhân sơn vô cùng kiên cố, không dễ bị oanh phá. Lực lượng thiên địa của nhân hoàng cũng thế nó sẽ vô tri vô giác ảnh hưởng tới người khác lúc trước một vài cường giả ngụy đạo cũng dần dần bị thay đổi thân cận với nhân tộc hơn rất nhiều thứ này chính là độc dược ít nhất thì nó là độc dược đối với tô vũ khả năng lây truyền từ người sang người cực kỳ nghiêm trọng tính ra lực lượng này thích hợp hợp với mấy vị cường giả vạn tộc mới gia nhập đám người đại chu vương có thể dùng một chút vao hoàng thì nên hút thật nhiều tô vũ tính toán bản thân sẽ chỉ hút lấy một chút lực lượng ở đây còn những người khác thì hút nhiều một chút cũng không sao như vậy tất cả sẽ nhanh chóng trở thành một đại gia đình hòa thuật ta sẽ khiến người người phải cống hiến cho ta tô vũ bội phục khó trách vân vương lại ghét bỏ thiên địa này đến vậy nếu là ta thì ta cũng tránh thật là đáng sợ không sợ nhân hoàng làm thánh nhân chỉ sợ nhân hoàng cảm thấy mọi người đều phải làm thánh nhân hắn đã có sẵn kế hoạch sau khi lam thiên dùng đại đạo bản thân kết nối với nhân hoàng đại đạo tô vũ nhanh chóng khống chế thiên địa hấp thu rất nhiều lực lượng đại đạo của nhân hoàng tô vũ nhét phần lớn lực lượng vào thân thể đạo chỉ cần không tràn ra toàn bộ thiên địa thì tô vũ sẽ chỉ chịu một chút ảnh hưởng ảnh hưởng đến hắn sẽ bị phai nhạt con cường giả thân thể đạo thì không